rồi trong quy định của luật tổ chức chính phủ 25 và sửa đổi 29, rồi trong nội dung của luật tổ chức địa phương là gắn với quy định về hoạt động của ủy ban nhân dân các cấp, tỉnh, huyện, xã, thì chúng ta thấy được trong các hoạt động của các cơ quan trong việc tổ chức thi hành pháp luật thì về hoạt động hành chính chúng ta biết rồi, đó là hoạt động chấp hành điều hành, đúng không ạ? Thì và với các cơ quan từng gắn với chức năng nhiệm vụ của mình, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy anh chị em cũng đã thấy rất là rõ những nội dung gắn với phần địa vị pháp lý, đúng không ạ, trong cơ quan tổ chức hành chính, gắn toàn bộ hoạt động quản lý hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương, tổ chức thi hành pháp luật, rồi triển khai các cái hoạt động về tham mưu và xây dựng chính sách, rồi liên quan đến quản lý kinh tế xã hội, văn hóa xã hội, rồi để các hoạt động đó được hiệu quả thì trong bộ máy đó chúng ta cần những con người gọi là đội ngũ đó, rồi, chính là cán bộ công chức. Để trong cái chương 4 này chúng ta cùng sẽ trao đổi với nhau để chúng ta nắm bắt hiểu thêm về đội ngũ này, họ có vai trò như thế nào và đã được quy định trong các văn bản pháp luật từ khi mà chúng ta hình thành nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau này gọi là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đấy, trong các quy định pháp luật từ sắc lệnh, từ trong các quy định của luật, pháp lệnh, để chúng ta nắm bắt được có sự so sánh những nội dung khác biệt giữa cán bộ công chức và thêm ra là viên chức. Đó, thì chúng ta thấy cái sự khác biệt của nó như nào, rồi quy định về những nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ công chức trong hoạt động công vụ như thế nào, nắm bắt các quy định hoạt động công vụ của đội ngũ này cán bộ công chức. Đó, thì chúng ta thấy nắm được những phần mà muốn chia sẻ với anh chị em qua những cái phần lý thuyết, và chúng ta quay lại qua những cái nội dung mà chúng ta sẽ có những cái câu hỏi mang tính nhận định mà như buổi hôm trước mà chúng ta đã làm với nhau, để chúng ta nắm bắt phần kiến thức với phần địa vị pháp lý của những cán bộ công chức viên chức. Thì những cái thuật ngữ này cho anh chị nghe thì anh quen rồi đúng không ạ? Thế anh chị ở đây có cái sự phân biệt nào trong những cái khái niệm mà chúng ta thấy ở đây với đội ngũ cán bộ công chức viên chức đúng không ạ? Thì chúng ta cùng tìm hiểu qua các khái niệm cụ thể đó là trong luật cán bộ công chức 2008 sửa đổi 2019 đúng không ạ? Trong đó thì chúng ta có nội dung của nghị định 138 nằm trong 20 của chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý công chức, rồi có nghị định hướng dẫn trong về xử lý kỷ luật đối với các công chức trong nghị định 12 trong của chính phủ, rồi liên quan nghị định 90 năm trong chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng các công chức viên chức, rồi về đào tạo bồi dưỡng các công chức có nghị định 101 năm 17 và sau đó sửa đổi bổ sung trong nghị định 89 năm trong 21 để toàn diện rất rõ trong toàn bộ hoạt động đối với cán bộ công chức trong hoạt động công vụ. Ta thấy từ hoạt động tuyển dụng là đầu vào đấy chúng ta thấy rồi đúng không, rồi liên quan các hoạt động sử dụng về đào tạo bồi dưỡng đúng không, rồi liên quan về khen thưởng xử lý kỷ luật là chúng ta đánh giá hoạt động của cán bộ công chức viên chức, các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức. Thì chúng ta thấy ở đây xem xét ta hiểu cán bộ công chức sẽ là người làm việc thường xuyên trong bộ máy hành chính nhà nước ở trong khu trục với phạm vi của bộ máy hành chính, và chúng ta thấy chung ra thì chúng ta thấy rất rõ làm trong các cơ quan người làm việc trong bộ máy nhà nước. Nhận định hai chúng ta thấy đưa ra đó là cho cơ quan về bên lập pháp và bên tư pháp, còn là thấy đầu tiên ta thấy đi đầu tiên để thể hiện những người làm trong bộ máy hành chính hành pháp thì là chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, quan thuộc chính phủ, rồi ủy ban các cấp tỉnh huyện xã, và chúng ta thấy những người mà họ đại diện cho nhà nước để thực thi thi các quyền hành pháp, những người đứng đầu ở chức danh bổ nhiệm quản công chức lãnh đạo hiện các công việc. Các công chức này họ là những người làm việc trong các trong việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, biên chế đấy. Chúng ta thấy nó khác rất rõ với viên chức, công chức thì đây là được tuyển dụng vào và biên chế quyết định tuyển dụng, và chúng ta nên nếu mà không vi phạm thì chúng ta thấy gọi là liên quan chế độ biên chế suốt đời đấy, thì nó cần hiểu được trong cái nội dung gắn với cán bộ công chức và những người làm việc ở cán bộ công chức này là những người làm vì lợi ích chung một công, rồi những công việc mà gắn với lợi ích của toàn xã hội của người dân. Đấy, chúng ta thấy những liên quan các thủ tục hành chính hay là liên quan các nội dung về cấp giấy phép hàng loạt quản lý và ban hành các nội dung về chính sách đúng không, liên quan rất rõ ở đây và trong hoạt động rộng trong phạm vi cả nước trong các cơ quan và lập pháp hành pháp và tư pháp, rồi trong các lực lượng vũ trang cảnh công an cảnh sát thì chúng ta thấy rồi, lực lượng giữ gìn trật tự an ninh quốc phòng, rồi trong các tổ chức kinh tế nhà nước. Thế là sau thầy bôi vàng liên quan cả các bộ chức là người làm trong tổ chức sự nghiệp của nhà nước. Trước đây trong luật nội dung vì chúng ta thấy với luật các bộ chức 2008 thì công chức cả gồm những người đứng đầu các tổ chức sự nghiệp của nhà nước đúng không ạ, những hiệu trưởng các trường từ mầm non tiểu học trung cơ sở phổ thông đến
cao đẳng trung cấp đại học đấy, rồi liên quan ngành y tế chẳng hạn như giám đốc các bệnh viện. Nhưng bây giờ với luật sửa đổi 2019 là có một chức sửa đổi 19 thì những đối tượng đó, những người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp đó thì đã gọi là viên chức quản lý. Tuy nhiên cũng có một số những người đứng đầu các tổ chức chính trị liên quan các tổ chức sự nghiệp mà đúng không, mà cũng hoạt động chính trị, những cái trường về chính trị thì những người đứng đầu đó vẫn được gọi là công chức, vẫn có những trường gọi là đặc biệt. Việt Nam mình nó rất là quy định như vậy đúng không, thì chúng ta thấy là sự phân biệt một chút để chúng ta thấy được người này họ làm việc trong các cơ quan gọi là công quyền, sau đó còn lập pháp, hành pháp và tư pháp, rồi lực lượng vũ trang, công an dân, quân đội nhân dân đúng không, trong các tổ chức kinh tế nhà nước đến các doanh nghiệp mà được giao quyền thực hiện vốn ấy. Rồi các tổ chức khác do nước thành lập đấy, các cơ quan thuộc chính phủ, rồi trong các cơ quan đảng đấy, chúng ta thấy mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên, và đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, công đoàn đấy, tổng liên đoàn lao động Việt Nam, chúng ta thấy là bao quát rất rõ đối tượng này, những người làm việc trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến địa phương, mà họ chia ra phân hệ là cán bộ công chức là cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, rồi có cán bộ công chức cấp xã, nó tách bạch rất là rõ. Người khái niệm được quy định tại điều 4 của luật công chức 2008 và sửa 2019, thì để chúng ta thấy được cái sự phân biệt và cái sự phát triển rất là rõ, sự thay đổi cái nội dung về đối tượng hay là hình thức đối với cán bộ công chức, viên chức, công chức làm thêm, chúng ta thấy những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập ấy, các trường, các bệnh viện hạ ta thấy đúng không, phục vụ hoạt động nghề nghiệp, thế còn với công chức là những hoạt động công vụ, thì chúng ta thấy họ những người làm việc trong các cơ quan nhà nước, chúng ta thấy họ được hưởng những quyền lợi, được trả công như thế nào đúng không, thì là công từ ngân sách nhà nước, ngân sách nhà nước do nhà nước đóng thuế, do nhân dân đóng thuế đúng không, thì chúng ta thấy là người ta vẫn bảo, nhân dân bảo đấy, chúng ta thấy trả lương cho các bộ chức, hưởng lương đó từ ngân sách nhà nước, từ quyền thế của dân thì họ hoàn thành có lương đúng không, chúng ta thấy rồi với mức lương cơ sở nhân với hệ số đúng không, thì chúng ta thấy rất là rõ. Ngoài ra có phụ cấp sinh hoạt phí, thì chúng ta thấy là ở đây cái việc lương phụ cấp này, chúng ta cơ chế ở đây nó không như bên ngoài các hợp đồng lao động nó có sự trao đổi thỏa thuận, ở đây chúng ta lương phụ cấp được nhà nước, cán bộ chức nó quy định theo ngạch bậc rất là rõ rồi, gắn mức lương trả theo quy định với từng chức danh. Nhưng trong hướng tới, trong cải cách theo tinh thần cải cách tiền sách tiền lương của nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị đấy, thì chúng ta sẽ có những đổi mới để trả lương theo vị trí việc làm, theo kết quả làm việc, thì trong sắp tới dự kiến là mùng 1 tháng 7 2024 chúng ta sẽ thực hiện áp dụng những nội dung về chính sách tiền lương theo tinh thần của nghị quyết số 27. Đấy là những ta thấy có lộ trình để chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy được dần dần mức lương thu nhập của cán bộ chức làm việc trong các cơ quan đơn vị nhà nước sẽ có sự thay đổi, hướng tới tôi thấy mức lương sẽ đầu tiên là sẽ bằng hoặc là cao hơn với khu vực bên ngoài, thì chính đó sẽ là động lực thúc đẩy thu hút và cho thấy những nhân tài, những người mà chúng ta thấy gọi là và sẽ có làm được việc vào các cơ quan đơn vị nhà nước để đóng góp cho sự phát triển của cơ quan đơn vị, và đặc biệt là chúng ta thấy những người có tâm tầm tài như đó, khi mà họ ổn định về chính sách tiền lương, về thu nhập, họ đủ nuôi sống bản thân và gia đình họ đúng không, thì chúng ta thấy tình trạng tham nhũng vặt sẽ giảm đi, rồi tham ô tham nhũng sẽ giảm đi thôi, chứ còn nói hết là không có đất nước nào mà hết được tất cả, thì nó xuất phát này nó từ lòng tham của con người đúng không, các nước phát triển nó vẫn có tình trạng tham ô tham nhũng, chúng ta thấy trong các đơn vị về nó tham sân si là Phật nói rồi, thì chúng ta thấy nó giảm đi và hạn chế dần, như trong như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói đấy, xây dựng cơ chế chính sách để làm sao để cán bộ công chức không dám tham nhũng, không muốn tham nhũng mà sợ tham nhũng đấy, chúng ta thấy là thì nó từ thể chế mà sang lại đề cập anh chị em trong phần cải cách của máy hành chính, trong đó chúng ta thấy chú trọng vào các cái thể chế, xây dựng những cái quy định mà chúng ta thấy nó chặt chẽ đúng không, vậy làm sao để cán bộ công chức hiểu được, nắm bắt được, thực hiện đúng quy định pháp luật, nắm được nghĩa vụ của mình phải làm cho hoạt động công vụ, rồi trong các cái, thực hiện các công việc của mình đúng không? Theo đúng quy định và được hưởng những cái quyền của mình, nó về quyền trong thi hành đảm bảo thành công vụ hoặc là về quyền tiền lương và các quyền khác đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây là họ nhà nước sẽ đảm bảo cho họ về mức thu nhập, lương phụ cấp và các chế độ khác, thấy đặc biệt là cho họ cái địa vị xã hội, cái quyền rất là lớn đấy, là thấy cán bộ chưa gắn quyền và tiền, thấy như vậy là sự dụ dỗ rất nhiều đúng không? Thực ra có thể nói về lương này hay là phụ cấp nó chỉ một chuyện thôi, nhưng mà khi người ta có một chức vụ đó, có thể họ sẽ dựa vào đấy họ phải kiếm những cái việc khác, như vậy là cơ chế chúng ta không chặt cho họ này, không nhốt vào lồng quyền lực ấy, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ dễ sinh ra rất là nhiều cái việc xấu đúng không, gọi là suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức ấy. Như vậy là
nó sẽ đến tha hóa đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt những người mà cán bộ cấp cao. Đấy, chúng ta thấy những thông tin mà có những cán bộ tham ô tham nhũng có tài sản mấy nghìn tỷ. Đấy, vừa rồi ngay cái thông tin như bí thư của bến xe đồng chí Lê Đức Thọ đúng không? Đấy, chúng ta thấy một liên quan về cái việc kê khai tài sản không trung thực. Đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ và đảng chúng ta rất là nghiêm minh. Đấy, chúng ta thấy ai làm sai thì chúng ta phải xử lý kỷ luật theo đúng quy định, mà làm sao nó đảm bảo sự công bằng trong hoạt động công vụ và hướng tới chúng ta thấy một nền công vụ trong sạch, hoạt động công lực hiệu quả, và đội ngũ cán bộ công chức ở trong các cơ quan nhà nước này ta thấy được sống bằng đường lương đúng không, sống tốt. Đó, nhưng ta thấy là các nước trên thế giới, các nước văn minh phát triển, ta chúng ta thấy là họ vào làm việc trong cơ quan nhà nước được trả lương tương xứng đúng không, thậm chí là cao hơn cả khu vực tư. Như vậy là tỷ lệ mà khi vào rất là cạnh tranh. Như bên Trung Quốc chẳng hạn, chúng ta thấy cái cạnh tranh rất là lớn để vào cơ quan, đặc biệt là sau Covid. Ở Việt Nam mình cũng vậy, cái số lượng bây giờ dịch chuyển vào cơ quan nhà nước khá nhiều, vì tôi là người ôn thi cho các em ôn thi vào công chức viên chức ấy. Đấy, thì bây giờ cái xu hướng cũng khá nhiều dịch chuyển và sự ổn định, là rồi liên quan họ cũng hiểu được cái lý tưởng, cái sứ mệnh để chúng ta phục vụ trong cơ quan nhà nước. Đấy, thì nó mà sự tin tưởng vào hệ thống hiện nay đấy, với người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để xây dựng bộ máy trong sạch vững mạnh, cơ hội để chúng ta thấy những cái người mà có tâm huyết, có tri thức đúng không, có đạo đức vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, thì hy vọng chúng ta sẽ có đội ngũ bộ máy nhà nước tốt đúng không, đội ngũ cán bộ công chức làm việc trong cơ quan nhà nước ấy, đấy, để phục vụ nhân dân, đấy, để giúp đất nước ta ngày càng phát triển hơn. Vì đội ngũ công chức là những người xây dựng chính sách, tham mưu chính sách đúng không, và tổ chức thực hiện chính sách, nó rất quan trọng. Đấy, nếu mà những chính sách mà sai nó không đúng không, chúng thấy là ảnh hưởng rất lớn trong toàn bộ hệ thống, thậm chí trong phạm vi một địa phương, ngành hoặc là cả nước, chúng ta thấy rồi. Để như vậy thì rất cần những con người mà chúng ta thấy là có đức có tài, đấy, vừa hồng vừa chuyên đấy, như Bác Hồ nói rồi, có tài mà chúng ta thấy không có đức thì ta là người vô dụng thôi, đức mà không có tài thì làm được gì cũng khó. Đấy là một kết hợp cả hai đấy, chúng ta thấy rất là vậy, là cái việc đức này nó liên quan tác giáo dục lý tưởng cách mạng đấy, thông qua các lớp, nó là từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị và liên quan các nghiệp vụ chuyên môn, hay là cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật nhà nước thông qua các lớp chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, như là trong quy hoạch bổ nhiệm chúng ta thấy cái lộ trình rất rõ, con đường chức nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức đúng không, ta nắm bắt được. Thì những quy định pháp luật đấy thì lịch sử chúng ta thấy rồi, chúng ta nhận thức ngay từ đầu vai trò trong điều chỉnh các quan hệ đối với đội ngũ cán bộ công chức. Chúng ta đấy có sắc lệnh 76 năm 1950, rồi nghị định số 169 năm 1991, rồi pháp lệnh cán bộ công chức 1998. Trước đây trong pháp lệnh này thì đối tượng viên chức là giáo viên, bác sĩ đấy thì đều được gọi là công chức, nhiều người được hưởng lợi trước đây. Đấy, thì chúng ta cứ vẫn thậm chí nhiều người bị nhầm đấy. Đấy, thì sau đó chúng ta đã sửa đổi trong nội dung của năm nội dung năm chín sửa đổi bổ sung trong năm 2000 và 2003, và sau đó thì bây giờ chúng ta đang thực hiện với luật cán bộ công chức 2008, sau đó sửa đổi bổ sung một số điều trong luật 2019. Ra gốc ở đây hiện tại vẫn là luật cán bộ công chức 2008, nó sửa đổi bổ sung một số điều thôi. Năm 2019 thì chúng ta thấy rất rõ những cái thay đổi quy định, nó có những cái phần về gọi là nhận thức về đội ngũ cán bộ công chức, rồi các quy định về chế độ quyền lợi nghĩa vụ của trách nhiệm của cán bộ công chức, quy định về những việc cán bộ công chức làm đúng không, trong đạo đức công vụ, về bí mật nhà nước và những nội dung khác, gắn phân định rõ các đối tượng cán bộ công chức đấy, trong quy định trong luật, từ phân ra từ cán bộ công chức cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, rồi cán bộ công chức cấp xã là đề cập anh chị em ở trên. Cái này chắc chắn sắp tới tôi vẫn nhiều lần đề xuất ta đừng đừng với sự tạo sự tách bạch nó quá rõ. Người ta thấy họ với cán bộ chức cấp xã họ cảm thấy rất là tủi thân, mà thực ra nó cái đâu đó chúng ta đang tạo một cái khoảng cách, mà chắc chắn sẽ dần những cái thay đổi của những chế độ chính sách cho đội ngũ chức cấp xã, phường, thị trấn cần được quan tâm nhiều hơn, vì đội ngũ này họ gần dân nhất, giải quyết các công việc cũng như là thường xuyên hàng ngày với nhân dân, thì chính là cái có những sách các quy định sẽ được sửa đổi phù hợp hơn để đảm bảo quyền lợi, cái địa vị pháp lý của đội ngũ cán bộ công chức trong khi thực hiện công vụ, pháp luật được trao cho họ đúng không? Nhưng cái gì tính toán mức độ vừa phải, quá thì họ sẽ lạm quyền, nhưng còn nó không đủ thì nó họ không đủ để thẩm quyền để thực hiện, hoặc tình trạng mà chúng ta thấy quy định chồng chéo trong quy định pháp luật để cho họ đổ cho đúng không, hết cơ quan nọ cơ quan kia trong việc xử lý sai phạm, các cái sai phạm trong trật tự quản lý xã hội nhà nước, thì chúng ta thấy rồi. Thì chốt ở đây chúng ta nhìn nhận qua những cái thấy cái mà điều mà thầy phân tích qua các văn bản pháp luật, thì chúng ta thấy được vào trong thực tế cái
cán bộ chức chúng ta phân biệt rất rõ ở đây. Với cán bộ là những người mà chúng ta thấy là do bầu cử, đúng không? Theo nhiệm kỳ, thường là sẽ nhiệm kỳ 5 năm. Đấy, như thấy bí thư, phó bí thư đấy, là thấy từ cấp tỉnh, cấp huyện, thấy rất là rõ, đúng không? Được bầu cử theo nhiệm kỳ hay đại biểu quốc hội, đại biểu nhân dân. Thực ra cái này nó làm quy định rất rõ trong nội dung của Nghị định 06 hay nhà 10. Nó sẽ tách bạch liên quan những nội dung các chức danh, rồi do tuyển dụng bổ nhiệm, đúng không? Giao nhiệm vụ thường xuyên trong các tổ chức. Thì chúng ta thấy là đây là những người cán bộ và những công chức chúng ta thấy rồi tuyển dụng thì chúng ta thấy có thi tuyển hoặc là xét tuyển đấy, và tuyển dụng và bổ nhiệm đấy chính là gắn với công chức lãnh đạo và tuyển dụng vào các ngạch công chức là những người chuyên môn làm chuyên môn nghiệp vụ đấy chúng ta thấy ngạch nhân sự, nhân viên cán sự chuyên viên chính chuyên viên cao cấp đấy, các công việc trong các cơ quan nhà nước ngạch rất là rõ rồi trong đó là ngạch là có bậc đấy chúng ta thấy thực hiện các nội dung tuyển dụng bổ nhiệm sắp tới là thi cả tuyển các chức danh lãnh đạo đấy là những thay đổi rất là rõ thông qua cái việc họ sẽ thi nắm bắt các quy định pháp luật rồi việc xây dựng đề án gắn với nội dung công việc của từng cơ quan đơn vị đó thì sắp tới sẽ triển khai để chúng ta thấy được nên là cán bộ công chức thế còn viên chức thì chúng ta thấy ở đây xác định về đối tượng là công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm cái giáo viên nhân viên y bác sĩ người ta nhớ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập đấy như nhắc anh chị em như trong ngành giáo dục thì bắt đầu có từ trường từ mầm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông đấy rồi trung học rồi trung cấp cao đẳng đại học học viện đấy, đúng không thì chúng ta thấy còn các ngành y chẳng hạn thì sẽ là tự ở bệnh viện hay là trung tâm y tế đấy. Đấy, thì chúng ta thấy là và các ngành khác chúng ta thấy các đơn vị sự nghiệp lập của các cơ quan đấy, đúng không có thực hiện hoạt động nghề nghiệp nghiên cứu giảng dạy hay thực hiện một chuyên môn rất là rõ và họ hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp công lập chứ không phải hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đấy, được quy định nội dung này trong luật viên chức 2010. Còn những nội dung mới có một số nội dung trong luật viên chức sửa đổi 2019 quy định mở rộng trong đó những nội dung đã thấy quy định về hợp đồng làm việc đối với viên chức. Chúng ta nhớ với cán bộ công chức là thấy thông qua việc nhận quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm hay là tuyển dụng. Thế còn với viên chức họ ký kết thực hiện hợp đồng làm việc thông qua gọi là hợp đồng làm việc. Thế còn người lao động trong doanh nghiệp gọi là hợp đồng lao động theo luật lao động anh chị nhá. Thế còn với viên chức hợp đồng làm việc thì chúng ta với luật viên chức sửa đổi 2019 thì với cái thời gian của chúng ta có hai loại hợp đồng làm việc là hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn. Thì với luật 2019 họ đưa ra cái thời gian là hợp đồng làm việc xác định hạn là từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Trước đây với luật viên chức 2010 là từ 12 tháng đến 36 tháng thôi, nhưng với luật viên chức sửa đổi 2019 họ đẩy lên thời gian là từ 12 tháng đến 60 tháng. Còn với hợp đồng không xác định thời hạn mà người ta gọi là biên chế suốt đời đấy thì chúng ta thấy hợp đồng mà không xác định về thời hạn, lúc nào mà tôi họ viên chức họ nghỉ họ không tham gia vào nữa, đúng không? Đó, và như vậy không phải ký nhiều lần đấy, qua các hợp đồng. Thì với hợp đồng này áp dụng với đối tượng được tuyển dụng trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2020 khi mà luật viên chức sửa 2019 có hiệu lực. Rồi thứ hai đối tượng là cán bộ công chức chuyển sang làm viên chức và thứ ba là những người tuyển dụng dù sau ngày 1 tháng 7 năm 2020 nhưng họ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập mà chúng ta thấy ở miền núi, miền sâu, vùng xa, hải đảo đấy, vùng khó khăn, vùng mà có tiền mà chẳng biết tiêu gì đấy, chúng ta thấy là như vậy. Người ta cần nắm bắt trong quy định mới sự so sánh rất là rõ đối tượng cán bộ ở viên công chức viên chức đấy là chúng ta phải nắm bắt được công chức viên chức rồi. Còn cán bộ cụ thể ra thì chúng ta thấy là công dân Việt Nam đấy, được bầu cử phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ danh trong cơ quan đảng đúng không, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở tỉnh, thành phố, trung ương, bắt đầu quận, huyện, thị xã. Chúng ta nhớ là ở trong biên chế, đấy, những người trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đó, thì chúng ta thấy rất là rõ. Còn khái niệm lại ở đây với công chức, đó là công dân Việt Nam, họ được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị, trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, trong các đơn vị quân đội, công an, đấy, lực lượng vũ trang. Đấy. Thì chúng ta thấy rất là rõ và chia ra như thầy nói, chúng ta thấy nó tách bạch ra là cán bộ công chức trung ương cấp tỉnh cấp huyện và ngoài ra là cán bộ chức cấp xã như là xã phường thị trấn ấy. Đấy, thì với đây họ giữ chức vụ là với cán bộ thì là người được bầu là giữ chức danh trong thường trực ủy ban bí thư phó bí thư đấy và 8 chức danh đấy còn công chức cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng đấy một chức vụ chuyên môn đấy, tuyển dụng hiện nay thì những cấp xã chỉ là thi tuyển thôi đấy chứ không có xét tuyển nhưng trường hợp mà tiếp nhận là khác đúng không? Thế còn chúng ta thấy giữ chức danh chuyên môn mà 7 chức vụ chức danh mà riêng trong quy định mới đối với đối tượng mà trưởng công an thì cũng có quy định bây giờ chúng ta đã liên quan điều chuyển với sĩ quan về rồi làm trưởng công an thì sẽ bỏ chức danh và sắp tới cái phần đó sẽ định rõ hơn trong văn bản
nghị định mới mà Bộ Nội vụ đang trình chính phủ, thì nó thấy rất là rõ, hiểu về cái đối tượng như vậy. Thì với cán bộ cấp xã đấy, trao đổi chị em 8 chức danh, bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch hội đồng ban nhân dân, đấy, các cơ quan đoàn thể, những người đứng đầu các tổ chức chính trị xã hội, chủ tịch mặt trận tổ quốc, bí thư đoàn, rồi chủ tịch hội phụ nữ, chủ tịch hội nông dân, cựu chiến binh, đấy, chúng ta biết là phân biệt được các chức danh. Rồi với công chức cấp xã đấy, như thầy đang để bôi vàng với trưởng công an, thì trong quy định mới sắp tới bộ vụ trình đấy, thì nội dung này sẽ thực hiện tại trong quy định người, vì cái đó chưa ban hành nên chúng ta vẫn có nhiều địa phương là chưa thực hiện xong cái việc luân chuyển đó. Thì cái việc này chúng ta hiện tại đấy, các chức danh chỉ huy trưởng quân sự, rồi văn phòng thống kê, địa chính, tài chính, văn hóa tư pháp của tỉnh, văn hóa xã hội, những công chức chức danh như vậy, còn sắp tới là điều chỉnh thì còn 6 thôi. Đấy, chúng ta thấy nắm bắt các quy định pháp luật. Tóm tắt lại, chúng ta so sánh vào qua các tiêu chí để về cán bộ công chức viên chức, đấy, về cơ sở pháp lý hiện nay, thì chúng ta thấy với cán bộ thì chúng ta thấy là với điều chỉnh bởi Luật cán bộ công chức 2008 sửa đổi 2019, tương tự với công chức cũng vậy. Thế còn viên chức là theo luật viên chức sửa đổi, luật viên chức 2010 và sửa đổi 2019, đấy, đúng không ạ? Và cụ thể quy định về hoạt động về về tuyển dụng sử dụng quản lý công chức thì có nghị định 18/20. Thế còn quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý viên chức thì trong nghị định 15/20 của chính phủ. Và qua khái niệm thì trong điều 4 của luật cán bộ công chức 2008 sửa đổi 2019 áp dụng với cán bộ công chức đấy, thì họ xác định rất rõ, chúng ta thấy rồi, đấy, cán bộ thì là công dân bầu cử phê chuẩn chức danh mà thầy vừa đề cập ở trên, cái được để anh chị em thấy và tách ra đấy, có cán bộ cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, và với khái niệm về công chức cấp xã mà chúng ta đã vừa nắm bắt qua liệt kê. Còn công chức chúng ta thấy công dân đang tuyển dụng đấy, bổ nhiệm ngạch tương đương trong biên chế ngân sách nhà nước, đấy, cơ quan đảng, cơ quan quân đội, trong lực lượng vũ trang đấy, đấy là cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp. Còn ra một cái nữa là công chức cấp xã tách bạch ra, và trong luật mới mà sửa đổi 19 thì không còn công chức trong các đơn vị sự nghiệp lập mà thầy vừa giải thích anh chị em nắm bắt được. Còn viên chức chúng ta thấy rồi, khái niệm mà thầy vừa nêu trên qua đây là tổng hợp chúng ta thấy, hoặc là những người tuyển dụng, tuyển dụng thì có bị thi tuyển và xét tuyển đấy, và làm việc trong đơn vị sự nghiệp lập, đúng không, từ ngành giáo dục, y tế và các ngành khác, đúng không ạ? Thì chúng ta nơi công tác đã xác định rất là rõ, đúng không, với cán bộ là trong các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trung ương, các tỉnh, các huyện, cấp xã. Thế còn với công chức là trong cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đúng không? Và ta thấy là ở các tỉnh, công huyện, trong các đơn vị sự nghiệp vũ trang, rồi trong công an, ta thấy thêm cái phần đó công chức thì bổ sung cái phần đó. Tôi còn riêng với viên chức nơi làm việc là gắn với đơn vị sự nghiệp công lập, thì đã giải thích anh em thế nào đơn vị công lập rồi, đấy, thành lập để hoạt động nghề nghiệp, đúng không? Chúng ta thấy là từ ngành đấy, đúng không? Trong ngành giáo dục là gắn từ trường, từ trung tâm, trung tâm nó thường xuyên, trường từ mầm non đến đại học ta thấy rồi, rồi các viện nghiên cứu, đúng không? Về nguồn gốc hình thành chúng ta thấy với cán bộ bao giờ phải bầu cử theo nhiệm kỳ rồi, bổ nhiệm chức danh. Thế còn với công chức là được tuyển dụng, là với công chức chuyên môn, với còn bổ nhiệm, đúng không, với chức năng lãnh đạo, và họ luôn có ngạch ngạch cán sự, nhân viên, chuyên viên chính đấy, những cái cao cấp đấy trong biên chế. Còn với viên chức là tuyển dụng theo như nào, làm việc theo triệu đồng hay là đồng làm việc, xác định hạn, xác định thời hạn. Và quy định biên chế thì chúng ta thấy với cán bộ công chức thì trong biên chế rồi đấy, còn như về viên chức thầy đã giải thích những trường hợp mà bây giờ không còn biên chế suốt đời đấy, trong hợp đồng thời hạn. Với trường hợp có 3 trường hợp mà nhắc là trên đấy, viên chức tuyển dụng trước ngày 1/7 đúng không, và công chức chuyển sang cán bộ công chức, và người chuyển nếu mà trường hợp mà sau 1/7 phải là ký hợp đồng không hết hạn, phải là người mà làm được kinh tế sổ đặc biệt khó khăn đấy. Nhắc lại tổng hợp để chúng ta thấy rất là rõ để hiểu cái sự khác biệt ở đây. Rồi về tập sự thì chúng ta thấy với cán bộ thì họ không phải tập sự. Thế còn là với công chức loại C chính là chuyên viên với trình độ đại học ấy, thì chúng ta tập sự 12 tháng. Còn chuyên loại D, cán sự nhân viên trình độ trung cấp, thì chúng ta cao đẳng thì thường là 6 tháng. Thế còn với viên chức thì thời gian tập sự ở đây chúng ta thấy là 12 tháng với trình độ đại học. Và dương bác sĩ là dù trình độ học vẫn là 9 tháng. Thế còn cao đẳng là 9 tháng. Đấy, thì chúng ta thấy rất rõ, và trình độ chuẩn của các ngành như ngành giáo dục bây giờ thay đổi rất là nhiều. Mầm non trước đây, mầm non tiểu học chỉ là trung cấp thôi, nhưng bây giờ mầm non là cao đẳng trở lên, tiểu học thì bây giờ đại học trở lên, trung học cơ sở, giáo viên trung học cơ sở trước đây chỉ là cao đẳng thôi, nhưng bây giờ là đại học rồi, là nâng cao trong quy định của luật giáo dục 2019, nó thấy có sự thay đổi rất là rõ, đúng không? Về hợp đồng làm việc cũng đã trao đổi anh chị em thấy là với cán bộ công chức thì họ nhận quyết định tuyển dụng chứ không qua hợp đồng, đúng không? Còn với viên chức là hợp đồng làm việc, tiền lương chúng ta thấy là với cán bộ công chức là hưởng lương ngân sách nhà nước, thế còn với viên chức là hưởng lương từ quỹ lương độc lập.
bảo hiểm thất nghiệp thì chúng ta thấy là cán bộ công chức là không đóng bảo hiểm thất nghiệp đấy, đi thi cũng có hai những cái nhận định đấy là vậy, cán bộ công chức phải đóng bảo hiểm thất nghiệp không, đúng không? Còn riêng với viên chức thì có đóng bảo hiểm thất nghiệp. Thế còn về so sánh tiêu chí về kỷ luật thì chúng ta thấy là cán bộ thì có bốn hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm, đúng không ạ? Thế còn với công chức thì có sáu hình thức là công chức chung đấy, là khiển trách, cảnh cáo, hạm lương, giáng chức, cách chức và thôi việc. Nhưng trong đó thì công chức có tách ra hai đối tượng, một là công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thì họ không có hình thức hạ bậc lương, như vậy có năm, với công chức quản lý là khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức, thôi việc. Nhưng còn công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý vì họ không có chức để cách, không có chức để giá, như vậy là 6 trừ 2 còn 4 thôi, là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương và buộc thôi việc. Còn viên chức thì chúng ta thấy rồi, có bốn hình thức là khiển trách, cảnh cáo, cách chức, thôi việc. Và thực ra với viên chức thì họ tách ra hai đối tượng, đó là viên chức quản lý thì đủ bốn cái hình thức này. Thế còn viên chức quản lý thì họ không có chức nên thôi, cách chức nên chỉ còn ba thôi, khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc. Đấy thì để chị em nhìn tường minh hơn về cái địa vị pháp lý, xong rồi chúng ta áp dụng các quy định của luật hành chính, trong quy định xử phạt, trong quy định về kỷ luật với cán bộ công chức đấy, thì chúng ta sẽ nắm bắt được rõ những cái nội dung này, tức là rõ ở đây trong phần phạm vi. Thì anh chị em rõ cái phần mà thầy đã so sánh này chưa, để chúng ta hiểu được rõ hơn về những đối tượng này, đúng không? Tiếp theo, cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, đã thấy rồi, cơ quan đảng, tổ chức chính trị xã hội, hoạt động công vụ đấy, thì công vụ ở đây chính là hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước, đúng không? Được nhân dân trao quyền và thực hiện, và công vụ đây được là toàn bộ hoạt động của chính phủ, đúng không? Trong hoạt động cơ quan quản lý, các cơ quan gắn liền trực tiếp với con người là đối với công chức, và chính là toàn bộ những người mà được nhà nước và cộng đồng bổ nhiệm ra một công việc để thực hiện, sắp xếp vào những công việc của ngành đấy, rất là nhiều quan điểm họ đưa ra với từng phạm vi quốc gia. Còn Việt Nam chúng ta thì công vụ đây được hiểu là những hoạt động mang tính nhà nước rất là rõ, nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước vì lợi ích của xã hội, lợi ích của nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức cá nhân. Đấy, chúng ta thấy là đáp ứng hài hòa giữa lợi ích xã hội, nhà nước và của tổ chức cá nhân. Đấy là hoạt động mang tính quyền lực rất là rõ, thực hiện các chức năng quản lý gắn với từng cơ quan đơn vị mà chúng ta hôm qua đã học liên quan về tính chất quản lý ngành lĩnh vực đấy của các bộ, cơ quan ngang bộ, được thể hiện rất là rõ trong từng nội dung cơ quan thẩm quyền chung và cơ quan thẩm quyền riêng, đúng không ạ? Thì có tính hệ thống rất là rõ. Và hoạt động công vụ qua đặc điểm thì chúng ta thấy nó có tính chất tổ chức rất là cao, đúng không ạ? Mà tôi thấy thông qua các quyết định thành lập và thống nhất từ trên xuống dưới trong bộ máy, có đầy đủ lãnh đạo, nhân viên, phòng ban các thứ đầy đủ. Và những công việc này thì thấy hoạt động nó mang tính thường xuyên liên tục theo trật tự do pháp luật quyết định, đúng không? Từng cơ quan tổ chức thực hiện, đúng các bộ ngành, cơ quan sở ban ngành, ủy ban dân các cấp thực hiện theo đúng quy định luật đấy, chính phủ luật tổ chức chính phủ, đúng không ạ? Quốc hội có luật tổ chức quốc hội đấy, còn hội đồng dân, ủy ban nhân dân có luật tổ chức chính quyền địa phương đấy, rất là đầy đủ. Các cơ quan được thành lập trên cơ sở quyết định, căn cứ các quy định pháp luật và hiến pháp, đúng không ạ? Và họ được sử trong hoạt động công vụ này được sử dụng các quyền lực nhà nước đấy, nghĩa là thấy đầy đủ ở các nội dung quy định văn bản pháp luật, có con người, có cơ sở vật chất, có tài chính, thậm chí có lực lượng trấn áp, công an, quân đội, để chúng ta thấy là rõ, được đảm bảo bằng quyền lực nhà nước nó đầy đủ hơn. Có tòa án xét xử, có nhà tù mà chúng ta đấy là giam cầm những người cố tình vi phạm các quy định pháp luật, đúng không, xâm hại lợi ích tài sản nhà nước và công dân đấy, rất là rõ. Hoạt động công vụ chủ yếu do đội ngũ công chức chuyên nghiệp thực hiện chuyên môn, đúng không, có chuyên môn từng ngành về tài chính, về hành chính, về đất đai, về các lĩnh vực khác, đúng không? Họ có chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo bài bản. Bây giờ thì công chức đa số đã thấy rồi, yêu cầu các chức danh chuyên viên là trình độ đại học trở lên, thậm chí thạc sĩ, tiến sĩ rất là nhiều. Đấy là thấy là nội thậm chí là chủ trương phổ rộng với đội ngũ cán bộ công chức là phải trình độ tiến sĩ. Các lãnh đạo địa phương cũng thấy là ban thành ủy có cái quy định rất là rõ, nâng cao trình độ. Dĩ nhiên là cái này là theo tôi nghĩ có độ cá nhân thôi, thì trong quản lý nhà nước thì để được học nâng cao trình độ là rất là tốt, nhưng mà chúng ta thấy những về về liên quan nghiên cứu nó học vị, đúng không, thì chúng ta thấy là dành nên dành cho những nhà khoa học, những người giảng dạy. Nhưng còn quản lý nhà nước thì đâu đó là chúng ta mang tính làm sao chúng ta vẫn có những nội dung về kiến thức gốc, rồi mà chúng ta nhất là kỹ năng về quản lý nhà nước rất là quan trọng, áp dụng pháp luật, còn không đi nặng vào quá về bằng cấp là quan trọng. Nhiều người họ sinh ra có tố chất lãnh đạo, nhưng là ngoài học ra thì họ có tố chất, đúng không? Người có nhiều người dù học rất là giỏi, học rất là tốt bằng cấp, nhưng mà kỹ năng lãnh đạo điều hành thì chưa chắc đã tốt đâu. Nói có người nghe đe người sợ, nhiều người không nói người ta phải đặt chả sợ đâu. Đấy, nhiều khi là nói vợ chả được thì nói gì nói cấp dưới. Mà cũng nhiều người có cái vía, tôi thấy rất nhiều lãnh đạo là về ở trên cơ quan thì quát rất là kinh luôn, về vợ gặp vợ phát là
run ngay, nhưng mà lạ nhiều cái vía. Nhưng mà về cơ bản thì chúng ta bữa làm bánh đa thì nó phải có tố chất khí chất rất là rõ, rồi cái bản lĩnh kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị phải vững vàng. Đấy, thấy gái xinh là không rung rinh đấy, chúng ta thấy bao nhiêu vụ quan chức đấy nhiều khi chết vì gái, một cái chết là rất là tê tái. Đấy, bao nhiêu hôm nay tôi liệt kê cái trường hợp này chúng ta thấy rất nhiều. Người ta đã trước đại hội là chúng ta chuẩn bị cơ cấu liên quan cái vị trí tổng giám đốc đài đài tiếng nói Việt Nam ấy. Sau đó thì vi phạm thì đấy, đã phải cử anh Đỗ Tiến sĩ Bí thư Nghiên lên đấy, tôi không tiện nói tên, nhưng mà chúng ta thấy là đấy, rất là nhiều trường hợp khác đấy, đúng không? Đấy, như vậy là người lãnh đạo chúng ta thấy là nó phải hội tụ rất nhiều yếu tố, đúng không? Kiến thức có gì là phải có rồi, rồi biết thiết lập các quan hệ, rồi đặc biệt là làm trong chính trị là phải bản lĩnh chính trị, có mưu lược đấy, có đội ngũ, có đệ, có chung là nguồn lực. Ta thấy rất là rõ ở đây chứ không phải là lãnh đạo chúng ta chỉ là đơn thuần. Chúng ta thấy là không có tầm nhìn chiến lược và những người thực sự dẫn dắt được, thu hút người khác đi theo. Chúng ta học Bác Hồ, một người rất tuyệt vời, nói là tôi học về Bác và tôi nghiên cứu về Bác, thấy rằng Bác cái gì cũng giỏi, thực sự là quá xuất sắc. Một con người chúng ta thấy là từ cái slogan của Bác ấy, chạm tới cái đối tượng mà đi theo Bác đấy, để thu phục tập hợp lực lượng, chúng ta thấy rồi giai cấp nông dân ấy, chúng ta thấy là người cày có ruộng với khẩu hiệu như vậy thì chúng ta thấy bà con đi theo luôn đấy, chúng ta thấy nó chạm vào đúng cái gì mà người ta cần đấy. Bác có gì đâu, có tài sản có gì đâu mà lúc đấy chúng ta thấy là, thực ra là chúng ta thấy lúc đấy Bác đã có quyền lực gì đâu, năm 945 lúc đấy mới được là chính thức là chủ tịch nước. Trước đấy thậm chí là còn chống đối với các cái lực lượng, thấy như Pháp như Nhật coi là chính quyền phong kiến ấy. Chúng ta thấy thực sự là như thợ nói vui bây giờ là Bác là liệt vào thành phần chống đối ấy, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy là Bác kiên trì về lý tưởng cách mạng, đi theo con đường mà Bác lựa chọn đấy, anh chị thấy đúng không? Đảng chúng ta thấy đó nó hoạt động trong trong kín ấy chứ, đúng không? Các hoạt động của Đảng Cộng sản đấy, chúng ta thấy rồi đúng không, trong vùng bí mật nhiều khi có những giai đoạn mà chúng ta thấy đúng không, thì thấy sự kiên trì của Bác có lý tưởng đấy, thì rất mong anh chị em đây hiểu được ngay bản thân áp dụng cho chúng ta, làm được gì phải kiên trì bền bỉ, chứ đừng cái gì là thấy cái gì cũng thấy tưởng đỏ là chín và cái gì cũng muốn nhanh. Đấy, làm chính trị là chúng ta phải biết chờ thời, thiên thời địa lợi nhân hòa, và chúng ta phải phải biết tĩnh lại chứ đừng sốc nổi là dễ thất bại. Và chúng ta thấy là biết tạo những quan hệ tốt với những lãnh đạo, và chúng ta biết thấu hiểu, biết chia sẻ cấp dưới, điều đấy rất quan trọng. Chứ còn chúng ta nhiều khi chúng ta cứ vội vàng, nhiều khi chúng ta làm cái việc gì đó nó không có độ sâu, độ kín, độ chắc chắn thì chúng ta dễ ao. Thật sự là tôi vẫn nói vui là những ông nào mà cứ năng xăng là dễ đóng băng, hoặc là bị là thăng đấy đúng không, người ta thăng hoa để thăng thiên. Chúng ta thấy là rất là nhiều trường hợp, tôi tiện không nói tên ở đây đấy, chúng ta thấy nhiều người cũng vì những cuộc chơi chính trị nó không chuẩn mà chúng ta không tạo ra luật chơi mà bị người khác họ chi phối, và chúng ta thấy rất nhiều câu chuyện ở đây đúng không, trong khi bản chất trong lòng chúng ta có những cái tham sân si thì dễ bị cuốn vào, dễ vi phạm pháp luật đấy. Chúng ta thấy hàng loạt quan trọng tới liên quan đến vụ Việt Á hay là giải cứu chuyến bay là câu chuyện vậy thôi đúng không, có những người năng lực rất giỏi nhưng mà chúng ta thấy là có thể trong một thời điểm không cưỡng chế được những ham muốn, không cưỡng chế được cái tham, có thể bản thân mình hoặc là vợ con mình. Thế như đồng chí Nguyễn Phú Trọng mà ngày vợ mình mà chúng ta chưa giáo dục được, chưa chấn chỉnh được thì làm sao mà chúng ta lãnh đạo được đúng không, thì chúng ta thấy rất là rõ nó có cái sự bản lĩnh chính trị vững vàng là như vậy đấy, lý tưởng cách mạng mà chúng ta hướng tới tất cả vì lợi ích của người dân đấy, chứ đừng lợi ích vì gia đình đấy, vì nhà nước đã trao là quá nhiều lợi thế, nhiều quyền lực với địa vị xã hội được trang bị đầy đủ cái xe cộ các thứ, nhà cửa, những vị trí chức vụ cao, chúng ta thấy đúng không, thì rõ ràng chúng ta hiểu được điều đó. Đừng, tôi rất tiếc những cái người mà đã gầy dựng được rất là nhiều năm nhưng mà chúng ta thấy đâu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đấy, là rất là tiếc. Rút kinh nghiệm để chúng ta bản thân anh chị em ở đây, nếu ai có cơ hội để sau này thăng tiến lên những chức vụ đúng không, cuộc sống thì không thể biết được đâu đúng không ạ. Chúng ta thấy rằng bạn hy vọng những điều tốt đẹp để đến anh chị em để ta hướng tới để góp vào chung ở đây, chúng ta sẽ xây dựng đất nước với tâm sức của chúng ta, trí của chúng ta, làm những việc tốt cho dân để nhân dân nhớ tới, dân thờ chứ đừng để dân chửi đúng không. Như Bác Hồ nói rất hay, Bác phải nói, Bác tổng kết là gì, cái gì mà có lợi cho dân thì chúng ta phải ra sức làm, cái gì có hại cho dân là chúng ta phải ra sức tránh chứ đừng làm ngược lại, cái gì lại có hại cho dân là chúng ta làm ra sức làm, cái gì có lợi cho dân là chúng ta ra sức tránh. Thì chúng ta thấy rằng là bây giờ dân biết cả đấy, chúng ta thấy anh chị cứ ra quán nước thôi cũng đã biết rồi, nhưng mà nhiều khi họ không nói, hoặc là chúng ta thấy rằng
đó âm ỉ mà chúng ta thấy rằng là những cái việc đó nó rất là nguy hiểm, mà chưa nói góc độ về nhân quả, những cái tạo nghiệp chúng ta làm những cái gì nó cho gia đình chúng ta mà không làm cho nhân dân, cho đất nước. Thì tôi cũng được cơ hội gặp rất nhiều những trường hợp kinh nghiệm thấy rằng có thể là đầu tiên có thể thoát được lưới trời lồng lộng, có thể pháp luật chưa động tới, nhưng mà sau đấy từ từ gia đình con cái cũng gặp rất nhiều chuyện đấy. Nó bây giờ nhân quả nó đến sớm, các cụ 4.0 nhanh nó xảy ra, các cụ chưa nói đây thời chan mặn rồi con khát nước, nhưng bây giờ nó khát luôn. Vì vậy chúng ta hãy làm việc bằng cái tâm sáng, bằng cái trách nhiệm của mình đối với nhân dân là những người mà trả lương cho chúng ta, trong đánh thuế, đóng thuế đúng không, những vụ lợi ích chung đấy, tất cả vì cộng đồng, cái trách nhiệm bằng của mình. Đấy, tôi biết rất nhiều lãnh đạo rất là tuyệt vời, hy sinh cả cuộc đời, cả gia đình, và nên nhân dân họ biết, họ ghi nhận. À, chúng ta thấy đúng không, hãy làm đi, làm sao để khi mà chúng ta còn nhắm mắt thì chúng ta trước khi nhắm mắt chúng ta cũng nở nụ cười và ta mãn nguyện những gì mà chúng ta làm gì tốt cho nhân dân, cho quê hương đất nước mình. Đấy, như anh chị em vẫn ca ngợi đồng chí Lê Văn Thành làm cho thành phố Hải Phòng trở lên phát triển. Đấy, chúng ta thấy sống một cuộc đời như vậy, họ được có chức vụ chức danh như vậy đúng không, dùng cái đó để phát triển quê hương mình, thì hy vọng anh chị em sau này có cơ hội đấy, chúng ta hãy nghĩ đến điều đó, hãy nhìn những cái tấm gương như vậy và nhiều nhiều lãnh đạo khác, nhà lãnh đạo khác. Còn dĩ nhiên những cái thành phần vi phạm đấy chỉ là nhỏ thôi đúng không, chúng ta đừng nghĩ nhìn vào đấy để chúng ta răn mình thôi, để chúng ta không vi phạm đấy, chứ đừng theo hướng tiêu cực quá câu chuyện như vậy đúng không. Thì hãy lấy những hình ảnh từ Bác Hồ, Bác Giáp đấy, chúng ta thấy là nhiều đấy, nhà lãnh đạo khác hiện nay đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là những con người mà chúng ta thấy vì nước vì dân, bác ấy trăn trở với sự nghiệp của Đảng và nhà nước. Anh chị thấy bây giờ năm nay bác 79 tuổi rồi vẫn trăn trở, vẫn gắn bó với công việc, chưa dám nghỉ đấy, vì chúng ta thấy có nhiều vấn đề trong công tác về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Và bây giờ chúng ta thấy rằng là nhiều đồng chí không thương bác đấy, những vi phạm làm cho bác anh chị thấy tóc bạc hơn đấy, thì chúng ta học và hiểu, hy vọng là chúng ta cố gắng dùng cái sức của mình, trí của mình trong cơ hội có thể công việc hiện tại của chúng ta thôi, phải làm cái gì nó tốt nhất anh chị nhá, đừng gây phiền hà sách nhiễu cho người dân, hãy làm tốt cho dân đi, cho doanh nghiệp đi, rồi họ cũng biết ơn, trả ơn bằng nhiều cách, chứ không phải nhất thiết phong bao phong bì hay là cái gì đừng lên thế đúng không. Nó vậy là chúng ta thấy chẳng lẽ cái chất của chúng ta nó chỉ có vậy thôi mà sao phải làm những cái việc nó từ ơn hiền nó hơi quá, nó quá nhỏ nhoi, nó quá là nhỏ nhặt mà để gây khó khăn cho họ đúng không. Câu chuyện rất nhiều các thủ tục gọi là tham nhũng vặt đấy, trường hợp mà anh Hiếu ở phường Văn Miếu đấy, nói chung là liên quan đến, về liên quan đến cái việc mà Thái tử đây, chúng ta thấy 200.000 vòi vĩnh và những việc khác đấy, chúng ta thấy là không nên như vậy, đánh mất cái hình ảnh của chúng ta đúng không. Đấy, thì cố gắng chúng ta thấy là với điều kiện chúng ta về kinh tế và vị trí về bằng cấp của chúng ta, cố gắng sống nó tương xứng, hoặc là anh chị nào may mắn sinh trong gia đình có nền nếp, có gia giáo, có nền tảng, chúng ta hãy giữ cái gia phong đó. Thực ra chế độ phong kiến họ cũng có hay của nó, cái nền tảng gia phong rất quan trọng, giữ nền nếp nó rất quan trọng. Thế còn chúng ta bây giờ đâu đó nó có sự biến tướng biến dạng, ở đâu đó họ tôn thờ chủ nghĩa vật chất, họ coi tiền là tất cả, và chúng ta thấy đấy, dần bắt đầu từ những giang hồ mạng và các thứ mọi cái, có nhiều vấn đề nó làm thao túng tâm lý và tất cả những hoạt động trật tự xã hội nó làm biến dạng đi. Và chúng ta thấy liên quan tại sao chúng ta phải xây dựng cái luật là an ninh mạng và xử lý hàng loạt những cái phát ngôn nó không đúng chuẩn mực, và chúng ta thấy rằng là cái việc chấn chỉnh cho hoạt động quản lý nhà nước là rất cần thiết đúng không ạ. Và hoạt động công vụ này nó được xây dựng trên những nguyên tắc mà chúng ta đã được học hôm trước đấy, liên quan hoạt động về quản lý hành chính nhà nước, từ nguyên tắc đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, từ nguyên tắc tập trung dân chủ, ta thấy rất là rõ những nguyên tắc được thể hiện bao phủ rất là rõ ở đây. Và ngoài ra các nguyên tắc về quản lý ngành lĩnh vực, chúng ta thấy từng trong cái nội dung và nguyên tắc bao giờ thể đề cao vai trò nhân dân làm chủ tham gia hoạt động quản lý nhà nước, thể hiện vai trò nhà nước của dân, do dân và vì dân đó. Thì chúng ta thấy nắm bắt được cụ thể trong hoạt động công vụ để ta hình dung, ta biết được đấy trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước và tuân thủ thể hiện. Chúng ta thấy trong hoạt động công vụ có nguyên tắc cán bộ công chức là công bậc của nhân dân, thì nhiều người dịch sai cái nghĩa của Bác Hồ nói, chúng ta thấy công bậc lại dịch là thành đầy tớ, chúng ta vẫn ám ảnh cái thời phong kiến là đầy tớ thì quan chức gì ở đây. Chúng ta thấy công bậc bản chất là những người phục vụ chung, công việc chung, người phục vụ nhân dân. Đấy, chúng ta để từng dịch đầy tớ, nhiều người họ thắc mắc ở sao gì mà họ nhân dân là ông chủ mà phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, còn đầy tớ gì toàn đi xe đẹp, không phải, cái xe đấy là chỉ phục, đấy là phục vụ cho công việc chung đấy, chúng ta nên nhớ là như vậy đúng không. Đấy, chúng ta hiểu được bản chất của nó.
và các ông chức phải chịu sự giám sát của nhân dân. Đấy, chúng ta thấy rồi, nhân dân là người thành lập nên bộ máy ủy quyền cho những người đại diện quản lý nhà nước, quản lý xã hội và chịu sự giám sát của nhân dân, mà có thể bị nhân dân chúng ta thấy là trực tiếp hoặc là gián tiếp bãi miễn khi không đáp ứng yêu cầu. Đấy, trực tiếp qua các chức danh họ bầu cử hoặc là gián tiếp qua những người đại diện của mình. Đó thì chúng ta hiểu ra sinh ra từ dân, đúng không? Ta lớn lên chúng ta có may mắn để trở thành làm quan, quan rồi đến tuổi dần dần thì chúng ta đến hết tuổi giờ quy định chúng ta thấy rồi, đến tuổi nghỉ hưu. Đấy, chúng ta thấy bình thường bên ngoài nếu mà anh chị em không phải là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung đảng về cơ bản đến tuổi là chúng ta đến nam thì bây giờ chúng ta là 62, nữ là 60 chúng ta nghỉ hưu. À, nghỉ hưu thì chúng ta thấy đến độ tuổi dần dần thì sống được khoảng 100 tuổi thì chúng ta lại vào quan, đấy là vào quan tài. Đấy, chúng ta thấy đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là vậy thì chúng ta nghĩ lại cái cuộc đời chúng ta chỉ sống một lần trong đời thôi, cố gắng làm cái gì có ích cho dân cho nước, đúng không? Đấy, những cái điều gì mà như tôi nói đấy để chúng ta mãn nguyện nhất, đấy, những cái gì mà sống một cuộc đời đáng sống, sống một lần trong đời thôi. Đấy, chúng ta được trao trách nhiệm như vậy, chúng ta cố gắng thực hiện các công việc mà chúng ta nhớ tất cả hoạt động của mình đều đi sáng dân. Mà bây giờ cơ chế giám sát anh chị em rất là nhiều, đấy từ quốc hội, hội đồng nhân dân, rồi ban của quốc hội đúng không, ban của hội đồng nhân dân, rồi báo chí, rồi ở mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội. Ngoài ra anh chị nói lực lượng nhân dân bây giờ đấy họ nhận thức chính trị rất cao. Đấy, tôi thấy rất là thương anh chị em làm công tác cảnh sát giao thông, đấy, chịu sự giám sát các thứ rất là nhiều. Tuy nhiên là cũng có họ làm đúng các quy định đấy, nhưng mà có trường hợp nhiều khi lạm dụng thái quá cái quyền dân chủ. Rồi công an cũng vậy, nhiều khi có một số thì các đồng chí cũng có một chút vượt quá thẩm quyền, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cũng bị áp lực rất là nhiều. Đấy, chúng ta thấy giờ hiện đại quay chụp các thứ nhiều khi nó cắt ghép, nó chưa hiểu đúng cái nội dung, nhiều khi cán bộ công chức cũng bị hiểu nhầm trong các cái hoạt động đấy. Như vậy chúng ta cần sự minh bạch, cần công khai, cần rõ ràng và tận tâm với người dân. Đấy, chúng ta có quy chế tiếp công dân đấy, tận tình đúng không, chu đáo với người dân, hay niềm nở với dân. Đấy, họ có bức xúc gì, có mong muốn gì, có khó khăn gì thì chúng ta đặt vào vị trí của họ, chúng ta thấu hiểu lắng nghe họ đúng không. Đấy, họ đang nóng bức, đang tức giận thì chúng ta nhẹ nhàng với họ. Nhiều anh chị thì tôi thấy là lại cứ lại thể hiện cái thái độ hách dịch. Đấy, hỏi hỏi nói cộng lốc vào có việc gì đấy đúng không, làm gì họ không bực không tức đúng không, rồi cau có nhăn nhó. Nhiều chị cũng vậy, tôi vẫn trêu làm sao mà phải nhăn nhó cau có đúng không, đặc biệt các chị là tạo hóa cho mọi vẻ đẹp đúng không, là chúng ta biết trân trọng mà qua nụ cười làm cho đẹp hơn đấy. Đấy, các chị không tin cứ thử về soi gương xem, nay thầy nói xem, đúng là nụ cười khi mình cười mình rất đẹp không đúng không. Thì nhiều chị tôi không hiểu hôm trước thể là chồng không tặng hoa. Đấy, tặng hoa thì có ba loại là hoa tự nhiên, hoa đồng tiền và hoa súng, có thể không tặng nên là các chị cau có nhăn nhó. Như vậy các chị chỉ nghĩ xem, gặp chó chả thèm cắn thì nói gì gặp người đúng không. Thì chúng ta thấy là phải đặt vào vị trí người dân. Đấy, họ những cái quyền lợi chính đáng của họ cần được thỏa mãn đúng không, thì chúng ta cố gắng đầu tiên cái thái độ của chúng ta, chúng nói thái độ hơn trình độ, thì chúng ta phải cố gắng làm sao mà tiết chế được cái cảm xúc. Đấy, nhiều người nóng nảy quá, đặc biệt các anh để bảo là do em thẳng thắn em cương trực ra, không phải đấy là đến cái tuổi này rồi, bảo trẻ tôi không nói, nó 40 rồi chẳng hạn mà không kiểm soát được là chứng tỏ ông quá kém, không kiểm soát được hành vi cảm xúc của mình, ông không làm chủ được mình thì ông lại bảo là thẳng thắn không phải. Đấy, chúng ta nói những lời mà sát thương nhau đúng không, đấy xúc phạm tới nhau lại bảo là thẳng thắn không phải, nó phân biệt rất rõ đúng không. Đấy là chúng ta phải kiềm chế cảm xúc. Người ta vẫn nói tổng kết đấy, cảm xúc là kẻ thù của thành công đúng không. Đấy, nhiều người chúng ta thấy là liên quan mất việc nó không phải vì chuyên môn nghiệp vụ đâu, mà lời nói chúng ta thấy như trường hợp chị Hiền đấy, chị Hiền công tác ở chỗ công an, ở chỗ đường láng tôi không nhớ lắm, ở đấy chúng ta thấy Hiền, người ta bảo là Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nhưng Hiền thị thì là hung khí quốc gia đấy. Nhưng chị thấy có thể ngoài công vụ thôi, lúc mà chị đi chuyến bay cách chị hành xử anh chị thấy không? Tôi giả sử mà tôi mà gặp bà đấy chắc là ví dụ anh cũng bị ông tổ phụ ông chồng thì ở được bao nhiêu năm, cho thấy là cái sau đấy thì những hành vi vi phạm nó thể hiện rất là rõ đúng không. Sau đấy về làm cầm đồ gì đấy, những đại loại chúng ta thấy nó bộc lộ con người ta nó từ bên trong đúng không. Chúng ta không kiềm chế cái cảm xúc của chúng ta, cái tâm sinh tướng mà chúng ta không kiểm soát được những hành vi đấy, những con người ta nó bộc lộ từ cái cách thức ta quan sát, cái con mắt là mặt đồng cân, rồi khuôn mắt nhận diện nó thể hiện rất là rõ, và nhận diện diện là cái mặt, nhận ra cái mặt nó rất là rõ. Đấy, những cái nhìn con người đang biến đổi về thần sắc, thay đổi sẽ nhận định được cái thái độ, cái cách thức đúng không, cái tâm lý diễn biến. Nên anh chị em nào cũng an ninh thì họ là học được học cái này rất là tốt, đặt bàn làm sao họ khai thác được các cái đối tượng đấy rất là giỏi ở chỗ đó. Thì chúng ta quay lại ở đây với các vai trò các ông chức ấy, ta phải hiểu được đó thì chúng ta mới thu phục nhân tâm.
thu phụng lòng dân, cái Bác Hồ chính là người làm được điều đấy. Bác rất là giỏi đấy. Nhắc lại về Bác thì tôi thấy rằng Bác cái gì cũng giỏi. Nếu anh chị lên Cao Bằng Bác Bó, ngay chỗ ở của Bác ấy, anh chị thấy không, nó mát ơi là mát, nó kín đáo, nước dòng nước sạch sẽ trong. Nói chung là mọi thứ bị tôi thấy quá giỏi Bác. Tôi vẫn trăn trở không biết là Bác ăn gì mà giỏi thế, không biết. Đấy thì tôi đặt tôi dạy cho anh em ở của Cao Bằng ở trên đấy, anh em ở chỗ sở nội vụ bảo thấy ơi Bác về đây thì ăn rau bẹ đấy, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng đấy. Bài thơ mà không, lúc đấy năm 41 Bác về thì lúc đấy Bác cũng 51 tuổi rồi đúng không, thì làm sao mới được. Thì tôi nghĩ vẫn là chắc tổng kết lại là do sữa mẹ đúng không. Tốt. Và chị thấy hơn là thực ra Bác là người được được như kiểu nhà trời cử xuống, chúng ta thấy được từ Nguyễn Bình Khiêm tiên đoán từ 500 năm trước rồi, đúng không, thì chúng ta thấy là con người đã có sinh ra có sứ mệnh, thì chúng ta thấy rất rõ ở đây. Hãy tập tập Bác một người giản dị quá tuyệt vời, làm những cái điều mà phi thường, là những người mà thấy nó giản dị nhất. Nhưng còn chúng ta nhiều khi có thể may mắn được những chức vụ này hoặc là có tiền bạc, nhiều khi thể hiện sự hõng hách hay là sự khinh chê người khác thì không lên, là chúng ta nên khiêm tốn, không bao giờ là thừa cả. Chúng ta làm sao hãy giữ mình đúng không, đặc biệt làm chính trị thì hãy khiêm tốn đúng không. Và chúng ta thấy với điều như vậy, với trách nhiệm của cán bộ công chức thì chúng ta làm tốt công việc của mình hướng tới người dân và vô vị lợi và không có sự phân biệt, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và chúng ta đều có trách nhiệm là phục vụ như nhau. Chứ vì thân quen, chúng ta hay chết vì cái thân quen đúng không? Cái văn hóa tâm lý người Hà Nam, người Pháp họ nghiên cứu ấy. Chúng ta hay cái hay du di trăm cái lý bằng tí cái tình, rồi chúng ta hay cái kiểu là thân quen người nọ người kia, khoe quen người nọ người kia, hoặc là đấy khi vi phạm giao thông chẳng hạn, cứ gọi nhiều khi tôi rất thấy là không lên. Chúng ta vi phạm thì chúng ta chấp hành nộp phạt. Có nhiều người trường hợp tôi có những câu chuyện trước đây, anh Trần Sơn Hà nguyên cục trưởng an toàn giao thông anh nghỉ rồi đấy, anh bảo câu chuyện rất là buồn cười, rất là buồn mà cười, mà đấy một người quen đấy đồng chí này gọi điện cho anh bảo anh ơi thằng chó nó bắt em đấy. Chúng ta thấy như vậy chúng ta không có sự tinh tế nào cả, không tôn trọng cái vị trí công việc của người ta. Anh em họ rất là vất vả ở trong cái công việc để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Chúng ta đừng cậy cái kiểu như vậy đúng không đấy, mà chúng ta đừng cậy thân quen đấy mà làm khó cho người ta đúng không. Và chúng ta tôi thấy bây giờ cái việc này đang chấn chỉnh dần đấy, chúng ta thấy không có vùng cấm và yêu cầu đấy là tới các lãnh đạo và phương không có sự can thiệp trong tác xử lý an toàn giao thông. Điều đó rất là cần thiết, chúng ta phải thượng tôn pháp luật, nhà nước ta nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân, mọi việc phải dựa vào luật. Luật nó sợi chỉ thẳng căng ở đây chứ không thể có chuyện trùng xuống hay là nghiêng, cán cân công lý nó phải nghiêng về một bên này bên cả đấy. Là chúng ta thấy nhưng mọi người vẫn nói vui là công lý là giữa biên hà, thế ra không phải. Thế ra chúng ta đừng nên nhìn cái nhìn nhận nó như vậy. Ở đâu thì nó có những bất bình đẳng trong một giai đoạn nhất định, chúng ta nhìn chung hướng tới cái mô hình nhà nước đó, hướng tới thượng tôn pháp luật là nhà nước pháp quyền như vậy. Và nó thấy trong hoạt động chế độ công vụ đấy phải đảm bảo nguyên tắc tập thể dân chủ đúng không, tất cả mọi vấn đề được thảo luận rõ ràng minh bạch đúng không ạ. Và dân chủ đã thấy là thể hiện mọi người đều được thể hiện quan điểm của mình và lãnh đạo phải lắng nghe ghi nhận, và nhiên quyết định sẽ là người đứng đầu và họ chịu trách nhiệm cái việc đó, và phát huy trách nhiệm đứng đầu rất quan trọng, tránh những trường hợp né tránh mà chúng ta đùn đẩy cho tập thể. Và chúng ta thấy công việc nó rất là khó để triển khai đấy, nhiều trường hợp ở đấy lãnh đạo địa phương lại đùn lên thủ tướng thì chúng ta thấy là tách bạch rất rõ đấy. Nhiều công việc ở trên trung ương thì nóng mà dưới vẫn lạnh đấy. Chúng ta thấy công việc đặc biệt về xử lý các vi phạm rồi kê khai tài sản đấy, chúng ta thấy là thể hiện rất là rõ trong hoạt động công vụ phải đảm bảo như thế, thì trong cơ quan đơn vị chúng ta thấy mới hoạt động tốt được. Và trên cơ sở hoạt động như vậy thì chúng thấy với cán bộ công chức có quy chế pháp lý hành chính để ràng buộc. Chúng ta thấy những quy chế này trên cơ sở tuân thủ các trình tự thủ tục đúng không, điều kiện hình thành bổ sung các quy định tiến thời gian chúng ta đã chia sẻ anh chị em trong hệ thống đấy. Văn bản từ sắc lệnh năm 50 rồi sau đấy trong pháp lệnh 1998 rồi sau đấy luật cán bộ công chức 2008 chuẩn 2019 hiện nay áp dụng vào hệ thống các cái nghị định hướng dẫn, thì tất cả thấy nội dung nó trình tự thời gian nó bổ sung các đối tượng điều chỉnh nó phù hợp, rồi qua đó quy định về những nghĩa vụ quyền hạn của cán bộ chức, về những việc mà cán bộ chức thì được làm không được làm đấy, pháp luật quy định rất rõ. Công dân thì làm được những gì mà pháp luật không cấm, còn cán bộ chức làm gì pháp luật cho phép, rồi cũng các cái chế độ về tạo động lực làm việc, chế độ về khen thưởng. Còn khi cán bộ vi phạm, cán bộ chức vi phạm hình thức xử phạt, xử lý vi phạm mà tôi đã chia sẻ anh em về các hình thức kỷ luật đấy áp dụng với cán bộ công chức rất là rõ, thì phải lên là như thế, với quy định rất là rõ ràng minh bạch đúng không ạ, và với các nội dung
áp dụng đối với cán bộ công chức về chế độ chính sách tiền lương, về quyền nghĩa vụ công chức, về những việc chúng làm, hoặc là về khen thưởng kỷ luật. Thì cụ thể ở đây trong hệ thống chúng ta thấy nắm bắt về quy chế pháp lý từ cái việc hình thành để trở thành cán bộ công chức, thì với cán bộ chúng ta thấy rồi, thông qua bầu cử đúng không ạ, áp dụng trong những việc trường đảm nhận các chức vụ nhất định trong một thời gian nhất định, thấy như bầu cử đại biểu quốc hội và công dân đúng không, bầu cử các chức danh trong các tổ chức chính trị theo điều lệ, thì đấy nó để trở thành cán bộ đúng không. Còn công chức nhắc chị em nhiều lần là thông qua động tuyển dụng, với công chức xã thì có thi tuyển, còn từ cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện là qua thức cả thi tuyển và xét tuyển. Đấy, có cả những trường hợp tiếp nhận thì chúng ta thấy ở đây các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành căn cứ nhu cầu vị trí công tác, chức danh, biên chế được giao để tuyển dụng. Đấy, hàng năm sẽ xây dựng cái kế hoạch gửi cơ quan thẩm quyền xét duyệt từng địa phương, cho thấy là từ phòng nội vụ ở cấp huyện, rồi sở nội vụ ở trên trung ương là bộ nội vụ, là quan chịu trách nhiệm trước chính phủ công tác quản lý cán bộ công chức, nó thấy rồi. Còn trách nhiệm quản lý chung thì đây là thuộc về chính phủ, công tác quản lý là hình quốc gia, rồi đúng cán bộ công chức viên chức này công vụ là được học trong quy định trong nội dung điều 96 đấy của hiến pháp năm 13, thì rất là rõ ở đây vai trò trách nhiệm của chính phủ cũng như là gắn với công tác về quản lý cán bộ công chức viên chức đúng không, thì nó thấy rất là rõ. Và hoạt động quản lý công chức đến quy định trong luật công chức 2008 và 19, trong đó nội dung được thể hiện thông qua là chúng ta để quản lý được thì có thể chế đúng không, văn bản quy phạm luật đấy, văn bản pháp quy đấy, ở bên dưới hướng dẫn đấy, thì ban hành tổ chức thực hiện các văn bản, các điều lệ quy chế về cán bộ công chức đúng không, từ trong quy định trong từ hiến pháp là đầu tiên, rồi đến luật cán bộ công chức, rồi đến nghị định, thầy đã liệt kê từ nghị định 138 trong hai chính phủ về quản lý công chức viên chức, nghị định 12 của chính phủ về sự nghiệp công chức viên chức đúng không, nghị định 90 của chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức, rồi nghị định 101 năm 2017 và nghị định 891 về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức, rất là rõ đầy đủ từng lĩnh vực gắn với hoạt động về tuyển dụng sử dụng quản lý cán bộ công chức đúng không, đào tạo bồi dưỡng xử lý kỷ luật rất là rõ ở đây. Rồi có lập kế hoạch với quy hoạch đội ngũ cán bộ công chức, cái sự nếp kế cận này rất quan trọng, ta thấy rồi, che già măng mọc. Đấy, nhiều người thì chúng ta thấy là mọc đâu thì mọc, đừng mọc vào ghế của tôi là không được, không lên. Chúng ta phải công tâm mà lập quy hoạch này nó có khoa học, có lộ trình. Đấy, chúng ta thấy đan xen cái thành phần nam nữ trình độ, rồi cái lớp tầng lớp kế cận rất quan trọng. Rất nhiều cơ quan bị thiếu hụt, bị hỏng. Nên như vậy thì chúng ta thấy là cần nắm rất công tác lập quy hoạch này, xây dựng đội ngũ nó phù hợp, đúng không ạ? Rồi quy định các chức danh tiêu chuẩn dành cho đội ngũ cán bộ công chức, thì cái này được cụ thể rất là rõ trong cái nội dung các quy định từ luật, từ các nghị định, tiêu chuẩn trình độ rất là rõ, rồi năng lực chuyên môn trong việc tuyển dụng trở thành cán bộ công chức viên chức, rồi thực hiện chế độ tập sự, rồi vào quyết định tuyển dụng, rồi quyết định biên chế đào tạo bồi dưỡng đánh giá các công chức, ta thấy rồi, từ vào trở thành công chức là thấy học các lớp tiền công vụ, rồi lớp chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, ta thấy từng lộ trình phát triển trên con đường chức nghiệp của cán bộ công chức viên chức, hoặc là về lý luận chính trị và sơ cấp, trung cấp, cao cấp chính trị, là về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, chúng ta thấy rất là rõ công tác đào tạo bồi dưỡng này rất là quan trọng đúng không. Chúng ta thấy con người sinh ra không phải ai cũng biết ngay giỏi ngay, và đặc biệt trong thời đại 4.0 là sự biến đổi rất là nhiều, ta thấy một ngày bao nhiêu cái lượng thông tin, bao nhiêu kiến thức, nếu mà chúng ta không update bản thân chúng ta mỗi ngày thì chúng ta tụt hậu chứ không phải là đứng yên đâu. Và chúng ta thấy các văn bản quy phạm pháp luật họ cũng điều chỉnh phù hợp trong từng thời điểm thời gian đấy, thì chúng ta cũng phải cập nhật của hệ thống quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương, bộ máy cũng vậy phải điều chỉnh nó phù hợp đấy, thì đào tạo bồi dưỡng này nó nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chúng ta nắm bắt các kỹ năng mới đúng không, bây giờ hàng loạt trong môi trường chuyển đổi số đấy, chúng ta thấy nó phải thích ứng thích nghi, nó phù hợp sử dụng công nghệ thông tin đấy, chứ không thể là sử dụng văn bản giấy nữa, rồi chữ ký số đấy, chúng ta thấy trong môi trường ngày càng hiện đại hơn, văn minh hơn, và chúng ta thấy là với sự phát triển của xã hội đòi hỏi đấy, phát triển kinh tế rồi nhận thức của người dân đấy, đòi hỏi cán bộ công chức phải nâng update mình mỗi ngày đấy, tôi thấy từ kiến thức tư duy tầm nhìn, rồi tôi thấy kỹ năng đấy, trong đó kỹ năng giao tiếp trong công sở, thiết lập các cái mối quan hệ, rồi ra quyết định đấy, chúng ta thấy giải quyết các vấn đề, đặc biệt là vấn đề khủng hoảng truyền thông là những vấn đề mới, chúng ta thấy đặc biệt là không những phát ngôn chúng ta không chuẩn mực chẳng hạn, những quy định chúng ta thấy rõ ràng vai trò trách nhiệm nhà nước đấy, xử lý rất là kịp thời, thì thể hiện cái chất lượng của đội ngũ công chức của chúng ta ở đây thì thông qua hoạt động đào tạo bồi dưỡng, rồi tổ chức chế độ về tiền lương đấy, sáng nay đề cập qua thì thấy dù chúng ta cải cách thế nọ thế kia nói rời nói biển, nhưng mà đi sâu cái câu chuyện ở đây để nâng cao chất lượng đội ngũ, ngoài các quy định pháp luật thể chế tạo điều kiện về chính sách,
rồi liên quan đào tạo bồi dưỡng thì gốc đây tôi nghĩ là nguyên nhân. Hôm trước tôi cũng trả lời về phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam liên quan đến nguyên nhân mà cán bộ chức nghỉ việc, thì tôi chỉ ra gốc rễ ở đây vấn đề tiền lương. Thì tiền lương nó phản ánh rõ liên quan cái phần công sức lao động của cán bộ công chức, đúng không, đóng góp vào tổ chức bộ máy mà chúng ta đấy cái chỉ lệ cao bằng đấy, qua sáng nay phân tích anh chị em đúng không, cái cao bằng nó thấy rất là rõ là trả lương theo bằng cấp, cái này của Liên Xô từ rất lâu rồi đấy, chúng ta thấy nó bằng cấp chỉ là một chuyện, một căn cứ thôi, còn chúng ta chưa quan tâm vào hiệu suất, hiệu quả công việc, kết quả công việc của người đó đó đúng không. Thì chúng ta thấy là chúng ta phải trả lương theo kết quả năng lực làm việc, rồi liên quan chức vụ chức danh rất là rõ ở đây đúng không ạ. Về chế độ chính sách đãi ngộ nó phù hợp, trong khi bên ngoài khu vực tư có các đãi ngộ anh chị thấy lương thưởng rất là cao, tháng chuẩn bị sắp Tết rồi chúng ta đến 10 tháng 13 14, có thể năm nay tình hình kinh tế khó khăn có thể là ít, nhưng mà tôi thấy vẫn nhiều nghe ngóng vẫn nhiều doanh nghiệp làm ăn rất tốt đúng không. Cái việc ai chết thì vẫn chết, sống thì vẫn sống, nó là quy luật đào thải muôn đời, dịch bệnh chiến tranh tất cả những cái khác chúng ra nó là quy luật, chúng ta xem xét lịch sử cái đấy đều xuất hiện cả đấy, nó là sớm hay muộn thôi, quan trọng là con người chúng ta ứng xử nó như thế nào đấy. Chị em qua mấy năm Covid thì ra đấy, đầu tiên có thể là cũng hoang mang nhưng dần dần đã thích nghi nó, chúng ta thấy trong chủ động từ tiêm vaccine rồi công tác phòng chống đấy, vai trò lãnh đạo của Đảng nhà nước chúng ta thấy đúng không, thì rồi ngay bản thân chúng ta thấy là cũng thích nghi dần đấy, thì nó cũng đâu có phải là quá kinh khủng đâu đấy, thì chúng ta phải đối mặt với nó, cuộc sống là phải đối mặt đấy, không có gì dễ dàng cả. Phật nói rồi, đời là bể khổ, tình là dây oan, đời chỉ hết khổ khi mà hết đời thôi đúng không. Thế chúng ta thấy muốn hết đời đúng không? Bây giờ là nhắm mắt xuôi tay đấy, cái trạng thái mà thoải mái thư giãn nhất đấy, chả phải lo nghĩ gì cả, nhắm mắt xuôi tay thì chúng ta có thích ở trạng thái đó không? Đấy, hãy hỏi những người sắp chết đấy, tại sao những người mà ốm đau bệnh tật chúng ta thấy phải còn nước còn tát, phải sẵn sàng bán nhà bán cửa để duy trì sự sống dù có thể mấy ngày mấy tháng đúng không? Thế chúng ta thấy mới thấy được dù biết cuộc đời khổ nhưng vẫn muốn sống đúng không. Đấy, nhiều những ông nào mà anh chị bảo là rồi chán quá chỉ muốn chết thôi, những ông đấy là sợ chết nhất, những ông mà dọa chết là những ông là sợ chết nhất, muốn sống nhất. Thì chúng ta thấy là đó, thì chúng ta thấy câu chuyện ở đây đúng không, thì mới hiểu được rằng là đấy những vấn đề cốt lõi ở đây để họ đảm bảo cuộc sống, chất lượng cuộc sống mà họ thấy xứng đáng với những gì họ đóng góp đúng không, tránh để cái việc họ phải lách rồi làm đủ kiểu để gây khó khăn phiền hà để tham nhũng vặt. Cái chính độ đãi ngộ, tôn trọng, khen thưởng, kỷ luật đấy, nó thấy nó mới rõ ràng, có công thì thưởng, mà có sai phạm thì kỷ luật. Thì nó thấy là đưa ta tôi nghiên cứu hệ thống văn bản này, họ không có cái kiểu chúng ta kiểm điểm hay khiển trách cảnh cáo đấy đâu. Một là chúng ta thấy tùy theo mức độ đấy, là ông là cán bộ chức ta phải hiểu pháp luật rồi, tránh cán bộ chúng ta có người thậm chí cấp cao trong chức tòa bảo do nhận thức của bị cáo về pháp luật còn hạn chế, trong khi ông học bao nhiêu lớp rồi, thậm chí đến tận cao cấp lý luận chính trị rồi đúng không, đấy mà vẫn bảo nhận thức đấy là sự sự nó không trung thực, nó đâu đó nó bẻ cong đúng không. Ta thấy là đâu đó ta thấy đường Nguyễn Trãi như cái Trường Chinh nên vẫn còn bẻ cong được đúng không, cong mềm mại được không lên, chúng ta phải thật nhau ở đây đúng không. Rõ ràng là cái một chương trình hiểu quy định pháp luật, nên không nói là nhận thức pháp luật thì đó, mà rõ ràng cái mức độ thì chúng ta thấy là đầu tiên là ra khỏi ngành đúng không? Còn mức độ vi phạm thì xử lý hình sự tù đầy nào đó mức độ vi phạm, chứ đừng họ kiểm điểm rồi khiển trách cảnh cáo mất nhiều thời gian quá, thì nếu như vậy là các bộ chức mới sợ, họ hiểu được vào trong bộ máy với các quy định như vậy họ làm tốt thì thường đấy, còn vi phạm là như Singapore trả lương rất cao luôn, những khi phạm đấy là nó những quy định trong rõ trong luật rồi đấy, là đầu tiên là ra khỏi đấy, đó và sau bộ máy và sau đó từ mức độ là chúng ta đấy xử lý kỷ luật theo pháp luật hình sự chẳng hạn đấy, thì chúng ta phải phải làm như vậy cơ, chứ còn không thì chúng ta đấy cứ lòng vòng nó phải rõ ràng như vậy. Thì hy vọng là cho đến tới chúng ta đang nỗ lực trong việc cải cách trong đó về tổ chức bộ máy cán bộ chức để có những cái việc tốt hơn, để chia sẻ với anh chị em chúng ta nắm rõ cái vấn đề trong nội dung về phần mà anh chị em nắm bắt được trong các quản lý cán bộ chức, chúng ta hiểu được đúng không, cho nên có những cơ hội trong điều kiện hiện tại và áp dụng trong cơ quan đơn vị mình. Thì anh chị em đã rõ những cái phần này chưa ạ? Anh chị em cần trao đổi nội dung mà những phần mà rồi thầy đã trao đổi ở trên không, liên quan về địa vị pháp lý của cán bộ công chức không? Có rồi thầy Vâng, anh rõ phần nào rồi anh, và em có thể cho biết được không? Và anh có thể đưa ra những cái đánh giá của bản thân mình về hoạt động công vụ của đội ngũ cán bộ công chức hiện nay.
tại cơ quan đơn vị anh hoặc là tại nơi anh sinh sống chung được, mời anh. Đấy, em thì Ngạn mà. trước em có làm, vâng, em trước em có làm ở nước, nhưng bây giờ em ra làm tư, À là trước anh làm đơn vị nào anh? trước em làm thuế, nhưng mà À bây giờ em ra mở thế công à? ty riêng. Thế anh ở Vâng, chi cục hay là cục hay là tổng cục? em chỉ cục Chi cục ở đâu anh? Vâng. em dưới, trước em làm dưới Hà Đông, nhưng mà xong Ở rồi đây em mà. và Vâng. xin nghỉ Vâng. em ra làm tư. Là vâng. Thế thì anh đánh giá như thế nào? Vâng. Thì thực ra thì em theo quan điểm của em thì giống như thầy Nhật thì của nhà nước thì cái vấn đề lương cho cán bộ cán cho công chức nhà nước với lại ấy thì nó không được như tư bọn em, Vâng. thì dẫn đến nó sẽ có nhiều cái sự chênh lệch, kể cả trong về cơ quan tổ chức của cơ quan thuế ngày xưa bọn em làm, thì từng Vâng. bộ phận nó sẽ phân ra như kiểu cái bộ phận này nó sẽ bộ phận một cửa nó khác, bộ phận thanh kiểm tra khác, Vâng. bộ phận Tuyên ấn chỉ nó khác, truyền hỗ trợ đúng và không ạ? Tôi vui. nó không như tư bọn em. Tư bọn em hiện em là ngoài thì đánh theo KPI và lương bọn Vâng, em đúng rồi. nhiều khi KPI và bọn em khoán theo được một công việc Dạ. và theo cái phần trăm lượng công việc mình làm, Dạ. thì và ngoài phần lương cơ bản của bọn em theo quy định của bọn em sẽ có phần lương theo doanh thu và lương theo Vâng. KPI, thì nó Vâng. sẽ có thu nhập tương Mình đối. làm việc đúng không? Vâng. Và cũng như cơ quan nữa thì là có hệ số, như kiểu Vâng. bọn em sẽ hệ số như đại học 2,34, thì chưa Vâng. lên thì thầy bảo làm như kiểu em ngày xưa em làm bao nhiêu năm lương chỉ có 2, 3, 4 triệu, còn nếu mà chuyên viên Anh chưa thuế lên. là anh còn có phụ cấp cao đấy anh nhá, lương ngành thuế luôn, Và chứ còn vâng, ngành khác còn còn thấp hơn nhiều. Bên anh có những lợi thế bên thuế vì tôi dạy và nhiều khi là thuế nhiều mà. ngày xưa bọn em có một kiểu cậu em làm cho công ty nhà nước, lương lương chuyên viên làm mấy năm cũng tính ra cũng chỉ được 4, 5 triệu, không đủ ăn. À đấy ạ. Và Vâng. là, suy đi tính lại thì em thì làm thuế được mấy năm cho em xin ra ngoài. Dạ vâng. À, cũng là mỗi con người trong cái thời điểm. Thế ra là thì mình anh nhận thấy rằng có những cái cơ hội bên ngoài tốt hơn đúng không? Mình có Vâng. chuyển hướng. Thế tại sao anh ra ngoài rồi anh vẫn mong muốn học luật là như thế nào? Thường thì ra thường Em vô thì ra học luật là rất tốt rồi, nhưng mà thường họ mục đích chính để vào cơ quan nhà nước, nhưng mà anh đã từng cơ quan trong cơ quan nhà nước anh lại chuyển ra. À. thì em làm trong ngành, em ra ngoài nhưng em vẫn làm về trong ngành dịch vụ hỗ trợ thuế kế toán. À đây à, hay quá, à mảng đấy hay. Thế là em vẫn có thể học như kiểu chứng chỉ về thuế, chứng chỉ về CPA, hoặc là Vâng. kiểm toán viên, hoặc là em học thêm về luật, nắm được kiến thức để còn tư vấn các doanh nghiệp. Vâng. Ô, cái chứng chỉ về thuế là khó ấy nhá, làm đại lý là em thấy là khó ấy, đúng không? Đấy. Vâng. Cái là khó phết em làm đại lý mà. Vâng, cái đấy thì em có, còn cái em đang học luật về cái chứng chỉ, em đang thi À, thêm thạc vâng. sĩ nữa. Chỗ chỗ thuế chỗ chỗ liên quan đến chủ tịch hội tư vấn thuế chỗ cô Thu của cô Cúc nhỉ, cô Cúc và cô Cúc mà có người Nghệ An và cô cũng giỏi Vâng. mà Ngày xưa là phó, cô ở Bộ Tài chính như vậy bên vụ chính sách hay sao chỗ bây giờ vâng. cho anh thi Nguyễn Đình Thi chứ Và anh bây giờ là chủ tịch là hội anh thi anh Thuấn là em của anh thi là bên tổng cục thuế và mà bây giờ cô là chủ tịch hội tư vấn thuế không Việt phải Nam. mà yeah. Thì cả bọn em thì em cũng trong hội viên, thì khoảng giao lưu lên đấy học hành các thứ, Vâng. học hành. Vâng. Ra bên thuế thì giờ thực ra công chức anh em ngành thuế thực ra công việc áp lực nó nhiều hơn đấy anh ạ. Vâng, vất vả. Và không, Cả, bọn em đi làm cho các doanh nghiệp em biết bây giờ các vâng. bộ phận Áp thanh lực tra lắm, áp lực đúng nhiều rồi, lắm. vất vả lắm. Như thời anh còn đỡ đấy. Nhưng bây giờ Vì thì cũng cải thiện hơn một chút nhưng mà cũng vất vả lắm, anh em nó vất vả lắm. bây giờ cải thiện công nghệ hơn nhưng mà cũng bị áp lực về ngân sách. Vâng, thậm chí là giao chỉ tiêu đấy anh ạ. Vâng, đấy là Vâng, áp áp lực lực. ngân sách, mà xong rồi bọn em làm nhiều khi làm các anh chị có khi làm 8 9 giờ tối trở về. Vâng đúng rồi cũng vất vả Vất tôi nói là nhiều vả. khi em nói là sứ mệnh, nhiều khi người họ phù hợp với công việc như vậy, họ đam mê yêu Vâng. nghề đấy, thì tôi cũng phải có những người như vậy. Nhưng bây giờ cứ ra nhà nước hết Vâng. thì chết dở, những người đâu để làm đúng Vâng. không? Và ai như anh Đạm ra hết như thế thì chết dở. Thế Tôi là cơ bản là em cảm thấy em không phù hợp trong và ngành nhà đấy thì nước. mỗi người gọi là thôi thì nó là hoàn cảnh điều kiện mình cảm thấy mình phù hợp bên ngoài hơn thôi đúng không? Đấy. Vâng.
Vậy là được rồi. Nên là quy mô công ty anh to không? Ở bọn em quy mô cũng chỉ có dưới chục người thôi đấy ạ. À, và nói thế là tốt đấy, nên công ty mà tư vấn thuế đấy mà mấy chục người là mạnh ấy chứ. Mà đấy, mảng Cũng em thấy cố như gắng nhỉ. kiểu mà kế toán thuế giống như kiểu bên Misa nhỉ, em thấy mạnh. Visa là phần mềm ạ. Phần Visa là công mềm đó, ty nhưng phần mà em thấy mềm. có cả về phần thuế tư kế toán hay sao, mà nhờ một chỗ chị Thúy chắc là cũng là học viên của bên Học viện Tài chính, cũng là mạnh. Nói chung là những cái phát triển đấy là mạnh. Anh tư vấn mảng đấy em nghĩ là cũng là xu hợp xu thế đấy, mà nhu cầu quan trọng cần thiết, các doanh nghiệp cần rất nhiều. Anh còn chia sẻ gì nữa không? Mà alo À, em hết là hết rồi ạ. Và em bây giờ chúng ta anh chị em nào có phát biểu nữa không ạ? Ngoài anh Đạn ra, tôi ghi sổ anh Nguyễn Văn Đạn bây giờ. Còn ai bố không? thầy không biết ở dạ bố có thầy là không biết ở cấp trên thì như nào, nhưng mà công chức cấp xã như bọn em ấy Và thì vài năm trước thì cũng công việc thì nó cũng vẫn vậy thôi, nhưng mà nó sẽ nhàn hơn nhiều so với những thời điểm như bên sau này. Thì vâng. em nghĩ là có một lý do thì em nghĩ cũng rất là quan trọng, như là người ta gọi là cán bộ nào thì phong trào đấy, Đúng người rồi. đứng đầu nào đấy thôi. Thì Vâng. trước thì em thấy là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của địa phương ấy thì thường thường là những người mà không nghĩa là người ta sống mà làm việc lâu dài địa phương thì cứ kiểu là che già mang mọc, cứ thế là Đúng lên rồi. thôi. Người trước nghỉ hưu thì sao đến người sau. Nhưng mà báo có thầy là cũng vài năm trở lại đây thì ở đứng địa phương em thì là người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương là không phải là người địa phương À mà đúng rồi, cứ luân chuyển theo chủ từ trương địa luân phương khác. chuyển chúng ta là như thế, Dạ và vâng. cán bộ là người địa phương, bí thư chủ tịch và người đứng Dạ đầu. vâng, thì từ lúc đấy thì em thấy là cái phong trào đó đổi mới và nó có những cái nó khác biệt rất lớn so với trước. Thế nhưng mà cũng kéo theo cái là đồng chí cán bộ thì cũng là tương đối, tuy nhiên đặc biệt là công chí công chức ở cấp xã như là em biết là càng ngày càng như là không phải đọc một nào một việc chuyên môn của mình mà còn làm tất cả những cái việc nào có ủy ban Đúng à, rồi. Tôi thấy thì là giải cũng quyết rất hết. là ngắt Dạ lời vâng. anh này. Tôi thấy tôi về đợt mà tôi dạy cho đội ngũ cán bộ ở bên Cao Bằng sở nội vụ mời ấy, thì tôi thấy anh em mà ở miền núi họ vất vả đi lại và thấy nhiều lắm, làm công chức văn hóa xã hội nhưng họ làm tất cả văn phòng, họ văn phòng ấy, làm Kiêm treo nhiều thứ văn hóa xã hội, rất nhiều công việc ở văn phòng thống vâng, kê rồi thứ nhiều việc lắm, mà rất là trăm thứ ba rằng. Nói chung là đấy, thì tôi anh chị thấy trong những trao đổi của tôi bây giờ tôi cũng thiên về liên quan bảo vệ cái đội ngũ cán bộ công chức cấp xã cấp cơ sở đấy, nhiều lần ý kiến vâng. ra là mình chỉ là chuyên gia thôi, không phải người có thẩm quyền quyết định, nên thực sự là nhiều cái biết là đi mình đi dạy thực tế nên thấy rất là thương anh em ở dưới. Giảm áp lực thì cắt giảm thì toàn là ở dưới thôi, ở trên thì chúng ta thấy những cái vị trí đấy thực ra tôi không phải đâu, nhưng mà những cấp trung gian thì cần cân nhắc lại vì cấp trên nữa, chúng ta thấy làm sao nó phù hợp hơn, chứ không là ở dưới cơ sở rất là quan trọng đấy, chúng ta thấy nếu không để mất cái vị trí cơ sở như vậy anh em nó bỏ việc, hoặc là có thể vẫn làm nhưng mà với tâm trạng nó không được vui, nó không gắn bó thì chúng ta thấy hiệu quả công việc nó không cao đấy, thực sự là như vậy. Mà anh Khoa trao đổi thêm. Dạ vâng. Dạ vâng, em thấy ý kiến này đấy. Và ở Hải Phòng là trước tôi 3 năm trước thì tôi về dạy chỗ khu Hồng Bàng, lớp ở dưới đấy, mà anh em cơ sở tôi thấy cũng chia sẻ chung là đều vất vả, Dạ vâng. và tôi hy vọng là lãnh đạo trên nghe được những cái tiếng nói này, làm sao để có những chính sách đấy như tôi nói, mong là điều chỉnh trong thời gian tới đúng không ạ? Bà có thầy thì là Hải Phòng thì là 2 năm trở đây thì cũng có chế độ chính sách đãi ngộ rất cao cho mấy các đồng chí cán bộ công chức. Thì là em có cái nghị quyết số 05 của đồng chí thành phố thì là cũng là chi trả cái tăng thêm với thầy. Và đấy mà thêm nếu có địa phương nào mà có điều Vâng kiện kinh vâng tế thì đấy là một lợi thế. cũng cũng Người tôi cũng nói các tỉnh miền núi là anh em cũng không có những cơ chế đấy nó vất vả đó, nên là cũng có cơ của cấp khu vực nhưng mà quan thua lắm đâu. dạ vâng, tuy nhiên thì cứ đến cuối năm thì là cứ các đồng chí cán bộ công chức nào mà xếp lại hạng tốt xuất sắc thì là sẽ được cái tăng thêm 0,5, 0,6, 0,7 đến 0,8 thế ạ. Và đấy cũng luôn có dần thấy sự cải thiện là nhiều đấy, Dạ cũng vâng, mạnh dạn nhưng trong từng cơ chế rõ rõ. cũng
nhiều nhiều địa phương không có phần đấy đâu, thực ra cũng là một lợi thế của Hải Phòng. Nhưng cái này tôi nghĩ làm nó toàn diện, là có thể thực hiện liên quan đến cái việc phát huy vai trò của các địa phương chủ động, nhưng mà thực ra cũng cần có những chính sách nó chung hơn, đúng không? Làm sao nó bao phủ, vẫn là phải đảm bảo cái mức sống của cán bộ công chức, đúng không? Phải tăng lên, họ yên tâm công tác, gắn bó, đúng không? Chúng ta thấy. Dạ vâng. Và thôi chúng ta cũng tạm thời hát bài ca hy vọng vậy nhỉ. Đấy, chúng ta nhìn lại, chúng ta nói vậy thôi thì bây giờ cũng khó khăn, nhưng mà nếu mà nhìn lại thế hệ cha anh chúng ta, thực ra là cha chú chúng ta họ còn vất vả hơn nhiều. Mà thôi, với điều kiện kinh tế thì cũng mong là Đảng nhà nước có những cái điều chỉnh kịp thời để khắc phục những cái đó, để đáp ứng cái tâm tư nguyện vọng của cán bộ công chức, họ cũng tận hiến trong công việc thôi, trong cơ quan đơn vị thôi. Chúng ta nên có những cái chính sách về tiền lương. Đấy, thì tôi nói lộ trình sắp tới để thực hiện đấy. Bộ Nội vụ đang trình để thực hiện các nội dung trong nghị quyết số 27 đấy, được thực hiện 1/7/24. Anh Khoa và anh chị em nhá, đấy là một động thái thông tin mà thầy biết được, và chúng ta thấy là tin vui đấy, sắp tới là lương anh chị tăng cao nữa rồi, nên là chúng ta cố gắng làm thành tốt Mùng 1 tháng 7 năm 2024. và bắt đầu đấy trong đề án đang trình lên. Tôi biết thông tin đấy, là nghe hơi mật một tí đấy nhưng mà thôi cũng chia sẻ với anh chị em một chút nhá. Đấy thì cũng là biết được cái nó thực tế nhất để trao đổi anh chị em có động lực làm việc. Đấy, và chúng ta dù thế nào chúng ta vẫn như tôi nói, con người đã sinh ra cũng người có sứ mệnh đấy, không phải ai. Chúng ta thấy các anh chị có duyên làm việc trong cơ quan nhà nước, con người thì làm phù hợp với khu vực tư, điều đấy là xã hội thế phân công lao động xã hội, chứ ai làm được hết thì chết dở, đúng không? Đấy là chúng ta thấy là chúng ta hợp với công việc như vậy, nó sứ mệnh trở thành lãnh đạo của cơ quan đơn vị. Đấy, chúng ta cố gắng phấn đấu, đúng không ạ, để chúng ta làm tốt hơn nữa, được không ạ? Đấy, cứ làm tốt đi thì ta thấy là trước tiên thì chúng ta Đảng nhà nước sẽ quan tâm, chính quyền địa phương, đúng không? Rồi sau nữa nghĩ xa hơn một chút thì nhân dân sẽ hiểu được công việc của mình, rồi xa hơn nữa nhân quả, tôi nói là ông trời sẽ thương thôi. Tôi thấy những cái cán bộ công chức vậy mà thực ra tận tâm thì con cái sau này họ rất thành đạt, rất là ngoan ngoãn. Đấy, thực ra cái gì ở đời nó cũng có giá của nó cả anh chị nhá. Còn chúng ta mà giàu có quá, làm chức to quá thì tôi thấy con cái hay hư hỏng đó. Thì thực ra ở đời nó đều có những cái gì ông trời ông chả cho hết đâu, ông chả lấy của ai hết. Nên rất mong anh chị em hiểu điều đó. Chúng ta có cơ duyên để đang là cán bộ công chức, chúng ta hãy làm tốt bổn phận trách nhiệm của mình đi nhá. Đừng nên có cái suy nghĩ nó tiêu cực hoặc làm những việc gì nó sai trái. Đấy. Bao nhiêu năm ta gầy dựng rồi. Đấy, chia sẻ anh từ đầu đấy, nhiều người cả cuộc đời phấn đấu rèn luyện như thế nhưng mà chỉ đấy, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thôi rồi học hết, có thể từ bản thân hoặc là gia đình vợ con, thì anh chị em cố gắng giữ cái điều đấy được không ạ? Thế Được. ơi, liệu sang năm có tăng được nhiều không Không, thầy? theo lộ trình là và cũng tăng khá nhiều đấy, tôi biết là khá nhiều đấy. Thì Bộ Nội vụ đang trình rồi, đang xây dựng thấy ý kiến một số chuyên gia, nhưng mà tôi cũng góp ý một số cái đấy, theo hướng là hướng tới cán bộ công chức ở cơ sở đấy, là một cái thông tin để chị em yên tâm nhé. Và thế còn quyết định thì vẫn Đấy, là lãnh bộ năm đạo đấy, tôi nói là đấy là một tôi ý kiến thôi, còn nhưng mà nó là cũng là một cái tín hiệu trước giờ thì cũng đấy, thì để anh chị em biết được điều đó, đúng không ạ? có niềm tin và có hy vọng thì Đấy, nhỉ, và không sống lại còn như tràn đấy, trề hy vọng và mẹ. còn sống còn thở còn hy vọng chứ, bao khó khăn còn chịu được được, đúng không? Bây giờ sắp đến thành quả hái quả đấy, sáng năm từ giờ đến mùng 1 tính ra nó còn khoảng 9 tháng nữa thôi, mà mình không chờ được nữa thì đúng không? Ông không, thực ra đấy là một tính hệ thống đấy, mà nằm trong nghị quyết của Đảng rồi, trong nghị quyết 27 thì chúng ta thấy là về chính sách tiền lương như vậy, giữ chân được đội ngũ cán bộ công chức, và chúng ta thấy rằng là mới tuyển dụng được những người tài vào trong các cơ quan nhà nước, đúng không? Đấy, để cho anh chị em yên tâm, anh chị em vào trước là lợi thế rồi, đúng không? Đấy, sống lâu lên lão làng rồi, đúng không? Chẳng lẽ trẻ về chắc nó chưa dám vượt mặt anh chị đâu nhá, về cơ em bản em tư thưa thầy, thầy ơi, ơi chị thầy đào có chúng nghe thấy ta. thầy thầy trước em thấy trong nghị quyết thì là dự kiến là đưa văn phòng đảng ủy và công chức ấy, thì không biết là thì là đảng nói gì không thầy nhở? À, cái đấy Bộ Nội vụ như cũng có đấy, đang trình những nội dung để hoàn thiện như thầy nói về đội ngũ đấy, để sắp tới sẽ điều chỉnh những cái chức danh, thậm chí là liên quan cả nội dung cán bộ không chuyên trách, là cán bộ không chuyên trách họ cũng rất là thiệt thòi các chế độ, thậm chí là bảo hiểm xã hội các thứ, mọi cái các quyền lợi, thực ra là họ mà làm rất nhiều công việc, cái vị trí văn phòng đảng đấy cũng có, và đảng thì em thấy giờ vai trò phát huy rất là lớn rồi, đúng không? Và các hoạt động thì chắc chắn là sẽ cũng nằm trong, thầy biết là nằm trong đối tượng đấy. Thì em đang công tác nội dung đấy à, việc đấy à?
Vâng ạ, em đang làm bảng đấy tại vì bọn Ừ. em cái phẩy đấy thấp lắm thầy ạ. Đó, đợt này chắc là phải nâng Cùng. cao đấy, ở đấy phụ cấp các thứ này bên bên đảng là quan tâm nhiều lắm. Vâng, cùng một Ừ. huyện nhưng mà có xã Ừ. thì lại phẩy thấp hơn 0,1, có xã À. thì cao hơn. Đấy là theo Đó. tùy từng loại xã mà bảo hiểm bọn em là Nó phải đóng 100%. đúng Ngày rồi. xưa còn được hỗ trợ, bây giờ thì không được. Ừ. Nó tới những cái có được điều chỉnh đảm bảo nhất quyền lợi của cán bộ công chức trong công việc đấy, còn nguyên tắc chỉ đạo chung là sẽ như thế, nó sẽ phải nâng lên cái mức lương thu nhập phụ cấp cho cán bộ công chức ở các vị trí đảm bảo, nó sẽ toàn diện chứ không nó sẽ năm nhất nữa. Lần này là bộ vụ tôi thấy là họ làm khá chuyên nghiệp bài bản so với những đợt trước trước đây, và tôi cũng có đóng góp ý kiến. Lần này họ làm nó có vẻ chỉ đạo như này từ trung ương, từ trung ương đảng chính biết rồi, bộ chính trị rồi, nên là một cái lợi thế rất là rõ cho anh chị em, được chưa nhá? Mộng Huyền như vậy được chưa? Vâng, Đấy. thì em nắm bắt thông tin thôi Mộng thầy ạ. Huyền Dạ như vậy, vâng thầy nhớ giấc mộng đi chứ. Mộng ạ. Huyền đào Vâng đi, thầy, Mộng Huyền anh đấy. Trung cũng muốn xin phát biểu ý kiến nhỉ thầy. Rồi sáng thì ông Trung thì bảo ông Thái, giờ ông Thái bảo ông Trung nên xin mời. Anh Trung quá, anh cứ toàn môn bóng chuyền như này mà, xin mời anh Trung. Báo cáo thầy, À. em chưa kịp cập nhật câu hỏi của thầy, nội dung của thầy. Không thì em ở đánh giá anh xem là liên quan đến hệ thống hiện nay đào đội ngũ cán bộ công chức và viên chức, tại dụ tại đài anh chẳng hạn, hoặc là tại anh đánh giá chung đội ngũ cán bộ công chức nói chung cũng được, anh thấy như thế nào, chế độ chính sách Về rồi công chất việc lượng, đó. về chất lượng của chuyên môn hay là về tiền lương hả thầy? Mà anh nhìn ở góc độ nào cũng được, chuyên môn hoặc là tiền lương, xong anh thấy cái nào mà anh cảm thấy nó chưa ổn lắm, nâng cao đẩy mạnh em tăng cường thúc đẩy. Và em thưa thầy là trong thời gian tới là phải phải xử lý mạnh cái đội này, đội vì nào hòa chung một cái tinh thần liên quan đến tham nhũng rồi tiêu cực, mà đây là cái lực lượng viên chức công chức ở trong đội ngũ bộ máy nhà nước, tuy nó hơi tiêu cực một chút nhưng mà ở cái vấn nạn này rất là như và báo cáo với thầy là trong cái thời gian tới ở cơ quan em thì cũng đang có những cái xây dựng những cái kế hoạch chương trình cụ thể để xử lý cái vấn nạn này trong đội ngũ của công chức viên chức, đặc biệt là đối với cái đội ngũ mà liên quan giải quyết các thủ tục hành chính ở các địa phương, ở các cơ quan bộ ngành. Và em cho rằng vấn đề vẫn là cái chế độ đãi ngộ chính sách đối với người lao động, đối với các công chức viên chức nó chưa thỏa đáng, dẫn đến cái việc là có nhiều nó phát sinh nhiều những cái hành vi mà nó chưa đúng với quy định của luật. Thì chứ còn về nói chung là về cái đội ngũ viên chức công chức của cấp tỉnh trở lên thì chất lượng khá tốt, nhưng đội ngũ chuyên môn của cấp dưới, cấp tỉnh cấp xã khi bọn em về các địa phương làm việc thì cái việc áp dụng vận dụng pháp luật cũng còn nhiều những cái hạn chế lắm. Em xin ý kiến khái quát vậy thôi, bởi vì anh Thái anh đề xuất nó hơi hơi gấp nên là Nè, gấp quá không anh? kiến vậy. Và thì những ý kiến anh thì thực ra là Vâng. liên quan về xử lý các cán bộ công chức vi phạm, thì chúng ta thấy là ra gọi là đốt lò đấy, thực ra bản chất là xây dựng chỉnh đốn đảng, ta đang làm các phòng chống tham nhũng từ trung ương đến địa phương. Đó, mà tham nhũng bây giờ chưa không phải tiêu cực nữa, thì ta thấy là cả ban phòng chống tham nhũng xuống là cấp tỉnh rồi để làm, rất là chúng ta thấy quyết liệt, quyết thì sao đừng để liệt là được đúng không? Nếu còn thực ra về công tác vai trò, chúng ta thấy phản ánh tiếng nói thì cơ quan đơn vị anh đài truyền hình thì cũng phải có trách nhiệm trong đó phản ánh những ta thấy hành vi vi phạm đúng không, thì cũng phải tích cực hơn đấy, chúng ta Vâng. làm sao trách nhiệm của phóng viên biên tập viên rồi nó thấy trách nhiệm lãnh đạo, ta thấy làm sao những cái gì những biểu dương bên cạnh đó, thì tôi nghĩ tiêu cực thì chúng ta cũng nên có những nhiều nhân tố điển hình người tốt việc tốt để lan tỏa, nhưng không nhiều khi tiêu cực quá làm cho người ta suy nghĩ nó không đúng đắn lắm. Thì ta tôi thấy như tôi nhắc là ngoài những cán bộ liên quan một bộ phận nhỏ thôi, chứ còn rất là nhiều cán bộ tận tụy tận tâm, thì các anh nên có làm những cái phóng sự, những nội dung liên quan đến biểu dương những con người như vậy đấy, tận tụy với nhân dân đúng không? Chúng ta thấy như chỗ anh Khoa Hải Phòng này chẳng hạn ấy, chỗ chị Trung này, chỗ chị gì đấy, chị Thủy à, đấy chúng ta thấy con người như vậy, nhân vật như vậy, hình tượng như vậy, anh Thái chẳng hạn ấy, đang đây như thế nhưng vẫn vào lớp học này, là thể hiện tinh thần rất là tốt cho công việc ấy, chắc cũng rất là tận tâm đúng không? Đấy những Vâng. người chúng ta biết Vâng. đấy đúng không, và nhiều người khác anh đừng cái gì đấy chẳng hạn, ở nơi nhiều nơi mà tôi biết mà
Nhờ anh Trung biết bài PR về em phát nhỉ, em tận tụy với nhân dân suốt bao nhiêu năm nay chưa được lên báo bao giờ. Với chứng minh nhân dân nào, nhưng mà với lớp, với ban cán, với thầy, với anh em qua như anh Thái tận tâm rồi chứ, đúng không? Tận tâm tận lực, và Thì đấy, em từ cho rằng ông từ những việc nhỏ, đúng từ rồi. trong phạm vi nhỏ thì suy ra phạm vi lớn, anh Thái chắc là với nhân dân thì anh cũng rất là nhiệt tình, đúng không? Đấy, đi dân nhớ ở dân thương. Báo cáo thầy thì hôm qua cũng đã có cái đề xuất này, nhưng mà với cái tinh thần của đồng chí phó lớp trưởng thì bảo là không không không, là hoạt động bên lề thì thưa anh em cứ ghi nhận là được, không cần phản ánh. Không, người ta nói vậy nhưng không phải vậy ý anh. Thực ra nhiều khi là nó kiểu thích rồi, người Việt mình đặc biệt là dân Bắc Kỳ thích lắm nhưng cứ giả vờ, hay giả vờ lắm. Anh Trung ạ, nhiều khi là cũng không phải thế. Anh Thái anh thích bỏ sư nữa nhưng anh cứ giả vờ thế. Nên đây thôi, anh cứ bắt tay xem làm phóng sự với anh Thái xem nào nhá. Một số anh chị ở đây trong lớp này À, này vâng, có khả năng em cũng đó. phải nhìn nhận vấn đề, đánh giá tiếp cận vấn đề bằng một góc độ khác, chứ Góc không độ mà nhìn khác đi trực anh diện ạ quá thế nhá. này nhiều khi Đấy cũng khó. đấy, chứ còn nhiều khi cứ nghe Vâng. mỗi nghe lời nói khó đấy. Vâng đấy, chúng ta phải nhiều khi chúng ta phải làm ngược lại đấy. Tào Tháo dạy câu rất hay, để những gì việc lớn trong đời để thành công thì hãy về hỏi vợ đấy, các bà vợ sướng không. Những việc lớn trong đời có gì quan trọng cũng phải hỏi vợ, nhưng mà để được thực hiện thành công là phải làm ngược lại. Thì chúng ta thấy là thôi, chúng ta hy vọng là anh Trung có những lợi thế về cơ quan truyền thông truyền hình đúng không, đấy, nó bị rất quan trọng đúng không. Chúng ta thấy là hy vọng là những bài phỏng vấn của anh hoặc là những bài phóng sự về đây, anh em trong lớp thôi, đội ngũ cán bộ công chức anh chị đang làm tham gia đây hoặc là bên ngoài vậy thôi, những tấm gương người tốt việc tốt, nhân tố điển hình thì chúng ta đưa lên đúng không ạ, có được không anh, em nhận không? À, vâng, đã thưa thầy, đấy là một trong những cái chức năng nhiệm vụ chủ yếu, nhưng Đấy. mà ở bên cạnh đó thì cũng có những phát hiện là sai phạm phản ánh, À không, vâng, vẫn sai và phạm thì cũng cơ quan có điều những là cái đề sai xuất phạm xử là lý vẫn sai xử lý, phát hiện đúng không, xử lý. phạm. Thế nhưng mà đừng chăm chú mỗi cái sai phạm đó mà chúng ta quên mất rằng là đấy để bộ máy chúng ta hoạt động được hiện nay, đấy, đất nước chúng ta được cơ đồ như ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng vai trò rất là lớn, ta thấy là của đội ngũ cán bộ công chức, chỉ có một số bộ phận cán bộ nhỏ trong việc vi phạm thôi, chúng ta đừng đánh đồng hết đúng không, thì phải biểu dương họ chứ, khích lệ họ chứ. Ngay từ đầu thì báo cáo với thầy là em cũng chỉ xin phép nêu xoay quanh cái nội dung đó chứ không phát triển bất đồng ý. Nhưng còn tất nhiên là về cái tổng thể thì có rất nhiều vấn đề nó rất tích cực, chứ không phải là nó nhìn bằng một cái khía cạnh đó. Đấy, ngay từ đầu em cũng chỉ có ý kiến là sẽ chỉ nêu cái đó chứ Đúng không rồi. phải là cái tổng thể vấn đề, chỉ có nằm trong vấn đề đấy. Thì tôi cũng hiểu mà, chúng ta nên nhìn toàn diện và luôn ghi nhận những nỗ lực của đồng công chức. Hay tích cực tiêu cực thì chúng ta mỗi người quan điểm thôi, nhiều người này hiểu tích cực là tích các cực khổ vào thân, tiêu cực là bớt các cái cực khổ, tiêu các bớt cực khổ cái cực khổ đi. Đấy thì chúng ta thấy là góc nhìn của chúng ta nói chung là nó phải hài hòa trong các nội dung, nó thấy từ xử kỷ luật hay là chúng ta đánh giá khen thưởng nó phù hợp đúng đối tượng đúng không ạ, và để xây dựng một cái xã hội, một đất nước này càng phát triển hơn. Chúng ta thấy rằng như nhà văn Lý Quang Vũ ta thấy nói, tôi rất thích cái câu đó, biết là nói chị em chưa, để khen ai thì rất là dễ, chê ai cũng rất là dễ, nhưng mà để động viên nhau khích lệ nhau mới là khó. Thì chúng ta mong là chúng ta mỗi cái tư duy như vậy, nhận thức như vậy đúng không, thì chúng ta sao xây dựng cái xã hội ngày càng phát triển hơn đấy, đất nước chúng ta ngày càng thịnh vượng hơn như mong muốn của Bác Hồ chúng ta đấy, để nước ta sánh vai các cường quốc Nam Châu đúng không. Đấy thì nhờ công học tập của các cháu đấy, anh chị em đang đóng góp cái việc đấy đấy đúng không. Hôm nay dù là cuối tuần bận rộn công việc gia đình các thứ nhưng vẫn vào lớp học với thầy đấy, Bác Hồ ở trên cao là bác đấy đã quy hoạch anh chị em vào những chức vụ nào đấy rồi, bác độ cho đúng không đấy, Bác Hồ là bác thương lắm đúng không. Đấy, tôi cũng hay xin bác mà tôi thấy bác hay cho đấy, ta thấy ai tin có niềm tin, ngoài cái thực tế năng lực của mình ra thì có tâm linh, chúng ta tin vào cha ông của chúng ta, tổ tiên chúng ta cũng nên đúng không, chúng ta xin ông bà tổ tiên là nào mà chẳng mong muốn là con cháu chúng ta phát triển đúng không, công thành danh toại thì chúng ta phải thành tâm đấy, rồi những lãnh đạo lãnh tụ đấy như Bác Hồ hoặc là Trần Hưng Đức Thánh Trần đấy, vị thánh rất là thiêng của dân tộc chúng ta đúng không. Đấy, thì chúng ta mới kết hợp như vậy
hướng điều tốt đẹp mà, chân thiện mỹ mà, đúng không? Đâu có phải là vì cái gì mà tính cá nhân của chúng ta đâu. À, như vậy được chưa? Cho anh Trung là ý kiến gì nữa không? Đó, thì hy vọng anh Trung có cơ hội làm công quan về truyền thông như vậy thì chúng ta lan tỏa anh nhá. Ngoài cái việc mà xử lý các vi phạm, nhưng mà chúng ta cũng nên có những cái phóng sự biểu dương người tốt việc tốt, đặc biệt là hướng tới đội ngũ cán bộ chức, đặc biệt là anh chị em trong lớp mình nhá. Đấy, có thể là anh Thái làm đầu tiên đấy, người cũng rất là truyền tải các ý kiến của anh đấy với thầy, được không anh Trung? Vâng, ok, Thế cảm ơn thầy. anh có Dạ. lịch trưa mai qua nhà thầy chưa, đã chốt được chưa? Học báo cáo thầy em vẫn còn đang phải chờ cái lịch vào buổi chiều hôm nay thì mới thống nhất được cái lịch ngày mai ạ. Ngồi thế ạ, và đấy cũng Dạ. căng nhỉ, và thôi anh cố gắng anh nhá, bớt chút Dạ, dạ vâng. thời gian vàng ngọc để đến nhà thầy, Dạ, dạ và anh vâng, chị em sẽ khác cố cũng gắng vậy hết nhá, khả năng, hết sức. và Dạ. cứ làm hết sức đi. Dạ Dạ, dạ vâng. vâng, cảm ơn anh chị khác có ý kiến gì nữa không? Anh Thái còn chỉ đạo ai phát biểu nữa không? Dạ, có bạn bạn của anh Trung, em của anh Trung, bạn Đạt Em Trung là bạn Đạt à? Anh Đạt đâu rồi? Vâng, mời anh. Anh Trần Quốc Đạt có đây không hay là chuồn chuồn ớt rồi? Anh đi bên ngoài sao? Vâng. ạ. Đáp vừa chào thầy trên À, nhóm vâng, đấy, Zalo vì tôi đang nghe tập trung anh Trung phát biểu quá. À. báo cáo thầy, anh Đạt là anh được từ cơ quan phân công là chuyên phản ánh tuyên truyền về gương người tốt việc tốt, đúng Ôi thế tài à? luôn đấy Khi nói vấn đề này anh lại chạy ra ngoài, anh nên báo cáo lãnh đạo luôn. Ngay thầy. và luôn. Thầy dạy tác dụng thế, nhanh thế, hiệu nghiệm luôn. Quý hóa quá. Còn ai nữa không ạ? Người ta cho quan điểm thôi, chúng ta là những người làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc là bên chính trị bên ngoài, chúng ta đánh giá họ xem đúng không ạ, xem họ đã làm được những chức năng nhiệm vụ đúng quy định chưa, bổn phận nghĩa vụ chưa của cán bộ công chức chưa. Chúng ta thấy họ là chúng ta làm trong cơ quan đấy thì chúng ta thấy trong cơ quan nhà nước, chúng ta thấy các quyền của chúng ta được đảm bảo chưa. Đây là một cơ hội để chúng ta giải bày. Thấy tất cả đều cái gì cũng nói về các công nhân viên chức thầy nhở, không có một cái em chị em chưa nghe thấy ở các cấp cơ sở ấy, những các cái chi của các ban ngành đoàn thể thiệt thòi lắm thầy Ồ thế à, như nào em ạ. chia sẻ thiệt thòi ra mới biết được chứ, À, biết không, chỗ đây là nào thiệt thòi chỗ nào. tại vì thực ra là đây là đang nói về vấn đề cán bộ công nhân viên chức ấy, em thì cũng không trong đấy mà em chỉ là mới gọi là ở ở thôn ấy đang phát triển lên ạ. Thì nhưng mà ở về Khác nếu mà đấy là nói trở khác về cán bộ đội rồi. ngũ cán bộ xã em thì thực ra không có gì, em thấy là rất là ok, không có gì là chê. Đội ngũ một cửa thì thường là ví dụ dân họ đến tiếp khách mà các sếp mà đi vắng hoặc đang họp ấy ạ, thì các bạn ở nhân viên ở phòng một cửa đều rất là lịch sự, không không có thái độ đâu. Mà kể cả như bọn em là các chi trưởng của các cái khu cơ sở mà có việc gì lên ấy cũng rất là thân thiện, nhưng kiểu như là thường là như em như quan điểm của em ấy thì ở ở xã ấy ạ thì phải có chân dết, ví dụ như là ở dưới phương các thôn các xóm thì phải có trưởng, ví dụ như là trưởng của ông bên của bên phụ nữ này, của ông cựu chiến binh này, hay là nông dân ấy thầy. Nhưng mà các cái trợ cấp mà hỗ trợ ấy thầy, em thấy chưa có một cái kiểu như là cái văn bản nào mà để mình quan tâm đến ấy ạ. Ví dụ như đặc biệt vì là em hiện tại em đang công tác ở thôn thì em phụ trách là chi trưởng phụ nữ của cả một thôn, trợ cấp của bọn em là được 250 một tháng. Rất tiếc là không có gì luôn thầy ạ. Nhưng mà em thấy cái khối lượng công việc ấy ạ, chúng em nhận về nó có khi còn nhiều hơn cả em làm ở trên xã cơ. Thế nên là em thấy từ lúc nghe thầy thầy nói có rất nhiều cái rất là hay, và em nghĩ là cũng là đúng, là thôi thì mình cứ làm đi. Làm Sau đi. này biết đâu sẽ được đền đáp, hoặc là cái có thể là cái lương lậu của mình lúc này hoặc là cái trợ cấp của mình nó quá thấp, nhưng mà Phụ bù cấp, lại là anh là mình phụ cấp. lại, vâng, gọi là phụ cấp đấy, thì bù lại mình lại được tình cảm của Đúng rồi, dân nhân dân mình gầy dựng đấy đấy đấy. em tầm nhìn xa trên 10 cây số đấy, có nghĩa là Không, không phải nhìn xa, nhưng mà em thấy thầy nói em mình thấy đúng với hoàn cảnh của em vô cùng, à nên thế là à em thấy rất là hay ạ. Tại vì em nghĩ là nếu mà để mà tính
tính cái phụ cấp mà thôn cho ấy ạ, nó quá rẻ mặt thôi ạ. Ví dụ đi họp cả một buổi sáng hoặc cả ngày bọn em được 20.000, nhưng mà kiếm nhiều giấy tờ thì ở thôn mà thầy. Thế thì em nghĩ xong như thầy nói, thầy bảo là mình không chưa không nên tính toán nhiều ấy, Rồi. mà mình để lấy cái gọi là cái đam mê, với lại kiểu như là lấy được lòng tin hay là Đúng rồi, gây sự dựng mến của mọi lòng người. tin. Vâng, đấy thì em nghĩ là trong trường hợp em thấy là đúng, vì thực ra là lúc này em chưa có gì, nhưng mà được lại là mình tự cảm nhận được là mình được mọi người ở thôn ấy, Đúng ở rồi. xóm ấy rất là quý, và mọi thứ ưu ái, kiểu lúc nào em cũng được ưu tiên ấy. Nên là em lại như thầy nói là phải có niềm Có niềm tin. Thực ra là chia sẻ với em câu chuyện, thực ra này nó không phải cá nhân em, thì thầy gặp rất là nhiều, thậm chí từ gia đình thầy thôi. Bố thầy là một người vâng. cán bộ và đi từ cơ sở. Nghĩa là trước đây em biết chế độ chính sách từ đại biểu đồng dân cấp xã là chưa có gì đâu, mà cụ đi ra đi bộ đội về làm cán bộ từ năm 76 thôi, thì lúc đấy đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn chỉ là giảng viên thôi. Đấy, nghĩa là Vâng. rất là tâm huyết trong công việc, đi từ cơ sở mà dân rất là quý. Cậu rất là có khả năng về công tác dân vận, nhiều cặp vợ chồng là định ly hôn mà có ông già mình không biết ông ấy tỉ tê thế nào mà bỏ nhau, chuẩn bị bỏ nhau thế mà ông khuyên lại Lại về với lấy nhau. nhau, bây giờ mấy con mà Tết nào cũng đến là cảm ơn ấy. Thì đấy là mình thấy Vâng. đầu tiên là mình ngẫm ra đấy là tạo ra phúc đức cho anh em mình sau này cũng vậy, rất là thuận lợi, sau này ông phát triển lên cũng vậy thôi, rất là dân quý dân mến. Đấy, một trong những cán bộ ở địa phương mình là tỉnh mình là cán bộ người ta vẫn phong là ông tiếp đi xe đạp, là cán bộ xe đạp đấy, thực ra là một cái slogan rất là hay đấy, đại loại là chia Vâng. sẻ thì mình ngẫm lại, thực ra là và mình thấy là ông chờ trả cho hết ấy. Chia sẻ với em thì mình nhà mình hai anh em, thì một anh thì cũng ta ở sở phong lại của tỉnh và mình ở trên này, thì ra đấy thì ra là bố mình cũng qua những cái việc làm như vậy trước đây ấy. Đầu tiên em nhá là chưa bao giờ nghĩ Vâng. là cái vụ là những cái lợi ích ấy, em hiểu chưa nhỉ. Đấy, cụ Vâng, đúng ạ. một là bố về như này so với các cái đồng đội của bố là bố may mắn, là các cụ vẫn nói là giữ cái gáo em cái đầu ấy, thế là rất là nhiều. Vâng. Đơn vị của bố mình là ở chỗ là Quảng Trị năm 72 là rất ác liệt, thậm chí là Vâng. cả sư đoàn đấy là đi hết đấy, nhưng bố mình vẫn là người may mắn đấy, về như vậy và Vâng. tác như vậy đấy, mình nghiệm lại là thật sự là đấy những cái gì mà anh em mình ngày nay là cũng công lao rất lớn, những bố mẹ mình tạo những cái phúc như thế, những công việc như thế, và sau này bố mình phát Vâng. triển cũng vậy, từ cơ sở đến dân rất quý mến, bầu cử cả sau Dạ. này các chức vụ hoặc là liên quan đến em biết dân bầu là tỷ lệ rất là cao luôn đấy, thực sự là Vâng. có niềm tin như thế. Ở đây chúng ta Đấy. đấy, mỗi người có một công việc, một sứ mệnh, có người thì có thể gặp thuận lợi hơn em ạ, cuộc sống thì Vâng. nó vô kể lắm, nhưng mình so sánh thì nó khó, nhưng mà hãy nhìn Vâng. đi lạc quan vào tương lai rằng là đấy là mình những cái làm đầu tiên là mình phục vụ cho bà con của dân mình, mà có thể là họ hàng em ở đấy đúng không, nó gì Dạ đâu đúng ạ. mất gì Đúng đâu, con cháu mình anh em ạ. mình cả ở đấy. Thế còn sau này những cái thì các cán bộ cấp trên người ta cũng tính toán về quy hoạch em đấy, mình đóng góp như vậy thì cơ cấu nguồn mình ở vậy thôi, ở dưới quê mình cũng vậy, thì anh em họ hàng mình hoặc là bạn mình bây giờ vậy, trước đây các bạn ấy ấy xong về làm ở cơ sở đấy, thì bây giờ trước chỉ làm Vâng. sở đoàn thôn, bây giờ lên bí thư phó bí thư rất nhiều đấy, hay là Vâng. chủ tịch rất nhiều, thì em còn trẻ Vâng. đúng không đấy, nó Dạ, vui là mị còn trẻ thực mình rất ra là nhiều cơ hội thì đúng không. Thế vâng. nên em thấy là Thế lãnh rằng đạo thì họ đến độ tuổi họ nghỉ hưu, hoặc là có những người cơ hội phát triển lên trên đúng không, đấy thì không dạ đến em vâng, đến ai, hoặc là một số người thì chết đúng có không. khi như thầy nói đấy ạ, là có nghĩa là mình cứ cố gắng rồi sẽ được bù đắp ấy. Đúng Em chỉ là một ở cơ sở thôi, nhưng mà cuối cùng thế nói thế nào có mỗi thứ một tí nó cuốn, và cũng hôm nay em ở lớp của thầy. à, thế là, đấy là tại Vâng. thầy muốn em vào Không ạ, có nghĩa là cứ phấn đấu theo kiểu rồi. không, em cũng không tính toán gì đâu ạ. À, Thế đúng nhưng mà rồi. cuối cùng là mình theo kiểu năng lực và mình được sự quý mến ạ. Đến khi em cứ dần dần rồi trúng vào hội đồng nhân dân, rồi ban Đấy. chấp hành ở trên Đấy. xã, xong rồi vâng Đấy. đấy cứ lên dần thầy ạ. Thì em Đấy, nghĩ lên là thôi dần. thì Đấy em. đấy, mình theo kiểu mình hy sinh ấy ạ, mình hy Đúng sinh rồi. để lấy được cái tình Đấy cảm, em cái đúng sự là đúng học tập theo tôn tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đấy, mình phục vụ trọng. nhân dân vô vị lợi, rồi mình cứ bị cuốn vào các cái chức vụ, nó cuốn vào mình, nó cuốn vào mình. Đấy, từ đại biểu dân rồi mình lên dần từ cơ sở rồi lên xã, lên huyện, lên thành phố, tỉnh đúng không? Đấy, tất cả Dạ. đấy hiện tại là rất nhiều lãnh đạo đi từ cơ sở, bây giờ bác Trọng bác rất coi trọng những cán bộ đi từ cơ sở em ạ. Đấy. Đó, đấy. Vâng. Như quê mình cái đồng Nhưng chí mà Văn hôm Dung nay bây giờ Bộ trưởng Bộ động đấy, đồng chí đi lên từ bí thư đoàn thôn, bí thư đoàn xã, bí thư đoàn huyện, bí thư đoàn tỉnh, bí thư đoàn trung ương, Vâng. cái lộ trình như thế thì chúng ta thấy là Vâng. hy vọng là chúng ta thấy em có niềm tin nhá, mong em có niềm tin. Vâng, dạ. Mình có Dạ sứ mệnh được vâng, dạ. trao thì đầu tiên mình nghĩ là mình làm phục vụ nhân dân, những người bà con quê hương mình trước, rồi mình cứ làm Vâng. tốt đi, lãnh đạo trên sẽ quan tâm thôi em nhé, trong cách đối Dạ. nhân xử thế, biết tạo lập các cái quan hệ
Nói chung ăn Dạ. là biết có trước có sau, tất cả mình làm sao Vâng. rồi mình có kiến thức, em học luật này nữa có kiến thức rồi, củng cố cho em rất là nhiều nhá, bằng Dạ cấp vâng ạ, thì vâng hy vọng nghe giọng nói của em có tư chất lãnh đạo đấy, thì phải ạ. tin em tiến xa nhá, nhưng mà không được Dạ đi vâng cám dỗ đúng không, phụ nữ làm lãnh ạ. đạo không Dạ. được cám Dạ. dỗ rồi đánh Tôn đổi trọng nhiều lắm quá thầy ạ. thì cũng phải khuyên rất chân thành, vẫn phải giữ gia Dạ đình vâng ạ. là tốt nhất có thể có sự nghiệp tốt, nhưng mà chúng ta phải cân đối, dù thế nào chồng vẫn phải là số 1 nhá, chồng con là số 1 đấy. Chồng vẫn phải là nóc nhà thầy Ờ ạ. đúng rồi, thực ra là không phải Dạ đâu, thực ra là con người ta vợ chồng là duyên số rồi, chúng ta thấy ở ngoài vâng. tốt thì vẫn là chỉ là người ngoài thôi đấy, Vâng, chúng ta cố vâng gắng vậy. giữ gì chúng ta đang có đấy, đừng bị cuốn vào nhá, công việc Thực ra em cũng không, vâng em cũng luôn. không định chia sẻ nhưng mà thật ra thầy nói rất là hay mà nói đúng với cái kiểu ở quê em như thế này. Thầy nói em cảm thấy nó có một cái gì đấy nó là có mình ở trong đấy thì tự nhiên em chia sẻ còn đâu chứ thực ra em có phải là cán bộ công nhân viên chức Không thì sắp đâu. tới rồi, thực ra đây em đại biểu dân là cán bộ ấy chứ, đại biểu dân là cán bộ chứ em. Em là cán bộ Dạ đấy. vâng. Dạ. Mình đang là cán bộ mình không biết đi chứ. Thôi đấy Dạ là câu chuyện vâng. nhá, thì mình như thầy Dạ nói mình đã như thế nào đấy được nhân dân tin tưởng trao phó đúng không, thì Dạ. mình cố gắng là Dạ. sau đó được đảng rồi lãnh đạo địa phương quan tâm, thì em cố gắng phát huy nhá, vai trò của mình Dạ vâng ạ. với kiến thức Dạ để em học cảm ơn nữa, thầy ạ. thì cố gắng làm sao đầu tiên là làm cho quê hương mình giàu mạnh lên nhá, đấy là niềm tự Dạ. hào, rồi sau nữa phát Vâng. triển cao hơn nữa thì cứ thế phấn đấu nhá, có cơ hội phát Dạ. triển cao hơn thì chắc là còn gặp thầy đấy, muốn phát triển cao Dạ. thì ít nhất gặp thầy vài lần nữa, gặp thầy mới phát triển được. Dạ Tôi hy vọng như thế nhá, đấy thì vâng công ạ, em nhận cảm nhá, ơn sẽ thầy ạ. đến với em đấy những cái gì có niềm Dạ. tin đấy nhá, từ vào tin vào Dạ đảng vâng nhà ạ. nước về tổ tiên của chúng ta, những cái gì đấy nhìn thế hệ đi trước họ đã cống hiến đóng góp như thế nào nhá, đấy mà như vậy Dạ vâng ạ, em thì cảm ơn sống như thầy ạ. vậy nó sẽ hay hơn rất là nhiều em nhá, những người mà Dạ. tôi sợ nhất là tham vọng đấy, tham mà nó quá thì không lên, nên cuộc sống mình cố gắng là tốt mà đừng có những cái nó quá thì là không tốt, anh chị em thấy cái đồ ăn dù có ngon ăn nhiều bổ quá đâu phải là tốt đâu, làm chi là bệnh vào, như vậy nên kiểm soát rất là quan trọng, làm sao nó vừa phải nó điều độ đúng không đấy, em nhá, đấy thì Dạ vâng ạ, hy em cảm ơn vọng thầy ạ. chúc em thành công nhá, những gì Dạ vâng có ạ, tin em cảm vui ơn thầy. đấy thì có gì này nhắn thì thầy chúc mừng nhá, được Dạ, cái dạ đầu vâng ạ, tiên em em là cảm ơn cán bộ thầy công chức thì thầy rất là có duyên đấy, thầy ạ. ôn thi từ đầu vào đấy, học thầy Đoàn là đỗ rồi, ôn thi các chức danh lãnh đạo bổ nhiệm các chức vụ đấy từ trung ương đến địa phương về cơ bản gặp thầy là đỗ đấy, nói Dạ. chung là nó là mỗi người có cái duyên đấy, nhá Vâng ạ. đi học đấy Dạ. gặp thầy, các lớp học thầy xong anh em đều thăng quan tiến chức cả hoặc là phát triển sự nghiệp công việc đấy, thì mỗi người có cái duyên cái lộc, thì hy vọng là thầy có chút năng chút lại may mắn cho em trong buổi nói chuyện ngày hôm nay nhá, Dạ, đấy dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy nhận ạ. không. Dạ. Dạ. Đấy, thầy sẽ ghi vào em làm Em. trong sách để có thể mai nhận quà của thầy nhé. Đây. Dạ vâng, Ở em cảm ơn thầy ạ. đây cố gắng tiếp tục phát biểu nhé để nhận quà đúng không? Nó phải Dạ có. vâng ạ. Rồi, ok. Được chưa chị? Em có ý Dạ. kiến gì được không? Chốt được Ê, chưa? em có được nhận quà không thầy ơi? Ôi giời, ông Thái cũng nào nhận quà. Phương Phương thấy bạn Thái có đủ điều kiện không? Dạ, thầy ơi bạn Thái nếu mà nói về độ nhiệt tình với lớp thì bạn ấy là 10 điểm đấy thầy ạ. Thì thầy thấy thái độ nhiệt tình thì là tốt rồi, nhưng mà không biết độ khác thì thế Thái nào. Thế Thái đấy, bạn là Phương động phải viên chúc mừng nhá. đi sâu quần chúng rồi đấy. Và Bảo bảo cũng là mong làm trăm việc tốt thì chẳng ai biết nhưng mà chỉ một việc không tốt nên cả trời cả đất biết. không Sợ sao lắm đâu thầy em, ạ. là lãnh đạo mình phải chịu áp lực như thế mà, mình phải làm được những cái việc người khác không thể làm được, em hiểu chưa nhỉ, nếu làm những cái việc mà người khác làm được thì quá bình thường, em hiểu không đấy, nếu Em mình cảm thấy em bây giờ là phi thường chứ không phải à là được, bình thường thế đâu. thì quá xuất sắc, tôi luyện biết kể chuyện anh chị em chưa đấy, nhưng tôi cũng không đấy, để thần thánh như vậy thì chúng ta thấy phải tôi luyện trong nó bắt quái đúng không, con người cũng vậy thôi, hoặc là lấy kinh đấy, chân kinh người ta phải trải qua các kiếp lạ, con người cũng vậy, chúng ta đừng mong cái gì nó hanh thông quá anh chị nha, đấy chúng ta thấy là nó phải phải có đâu có sóng gió thì mình mới có kinh nghiệm có trải nghiệm mà thấy rằng trân trọng những cái gì chúng ta đã làm đang làm và sẽ làm đúng không, được không ạ, Dạ vâng thầy. nên tinh thần hôm nay chúng ta trao đổi như vậy được chưa, đấy, cũng đầy đủ các kiến thức mà nó vừa phải nó nhẹ nhàng nó vẫn gặt được vàng những nội dung quan điểm chúng ta đạt được mục tiêu có được không ạ, anh chị cần bổ sung gì không đấy, thì thầy cho trước những cái nội dung gắn với chuyên đề này thì anh chị em chụp đấy ba câu hỏi, còn không thì thầy gửi vào nhóm tùy nhá.
Đấy, thuận tiện nhất cho anh chị em được không ạ? Dạ Vâng vâng, ạ. thầy quyết thế nào thì bọn em nghe thì vậy thôi ạ. Mà anh Thái cho nghỉ chưa? Anh này học thêm được không? Cần Dạ cho vâng, thì không? thôi thì thưa chỉ đạo của thầy thì em cũng xin phép thầy là cho lớp giải tán. Và anh chị em nghỉ sớm này, bắt đầu làm sao để giữ sức khỏe cho buổi tối nay, buổi tối thứ bảy bên gia đình nhá, chăm sóc gia đình nó tốt đúng không ạ? À, ngày mai chúng ta Dạ gặp lại với nhau lúc 8 giờ sáng nhỉ, được không ạ? vâng, 8 giờ dạ đi, vâng, 8 giờ dạ kém vâng, 10 dạ thì anh vào. Thì, cố gắng thôi buổi mai. Anh chị tinh thần anh chị em này nhá. Đấy, ghi nhận những cái buổi này anh chị em cũng đã cố gắng vào lớp với thầy rồi. Tối mai buổi cuối chúng ta anh chị em truyền thông với nhau và cố gắng ngày mai có thể là buổi cuối nhìn thấy mặt thầy đoàn nhá. Thì cố gắng làm sao thầy vào được chủ một tí. thầy Hả? cho mình gặp nhau nhiều mà đến buổi cuối là buổi Không, cuối trên nào Zoom thầy. này, trên lớp học này này, có thể thôi cứ tạm thời môn học này như thế. Thế còn sau nữa thì để sau. Thì đấy thì anh chị em nhắn giúp nhá. Mai là buổi cuối để nhìn thấy mặt thầy lần cuối thì tôi cố gắng làm sao mà vào lớp đầy đủ một tí nhá, nghe nó trọng nghĩa một tí anh ạ. Vâng, xin phép Vâng. thầy là em vào trước tí, bây giờ em đang trên đường đi Vâng. sang Thái Bình để tiếp tục cuộc hành trình chinh phạt. Rồi. Được chưa? Anh chị em thống nhất như vậy không? Có giúp thầy được Dạ việc vâng, đó không? dạ vâng ạ, Vâng dạ nhá, vâng ạ, để mai buổi em cuối cảm ơn để nhá. tạo cái ấn tượng tốt cho thầy để trao giải thưởng những thành viên mà xứng đáng, chúng ta tích cực tham gia những nội dung nhá. Vâng, em chào thầy ạ. Em xin phép tắt máy được chưa anh chị em? Vâng, Dạ em vâng chào ạ, thầy. em Chào thầy ạ. vâng, Và chúc chào anh thầy. Thái đi chiến đấu quyết chiến quyết thắng nhá. Rồi, các anh chị Vâng. em thì chăm Hôm lo gia đình cho tốt và hôm buổi nay cuối thì mình gia ngủ đình ngủ vui gấp chút vẻ thầy hạnh ạ. phúc và các anh cố gắng làm cho các chị vui nhất, các chị thì cũng cố gắng làm sao tạo cái không khí trong gia đình hạnh phúc đầm ấm nhá, ngày cuối tuần được không ạ? Vâng ạ. Rồi, thì xin phép chào anh chị em nhá. Em chào thầy. Chào mãi Đây, mà em chào thầy. để chào mãi mà chưa Sáng thấy thầy bay. thấy ao đúng không? Ôi là này ao thật đấy. Em Và chào thầy. chào anh, em xin phép Em chào thầy ạ. và chào chị Dạ và xin phép được tắt máy anh chị nhá. vâng. Vâng, Dạ dạ.